Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 159. Cổ Bàn lạnh lùng nhìn chủ nhân bút đại đạo kỳ lạ này một cái, lần này gã không nổi giận. Nhịn. Bây giờ gã đã bình tĩnh lại, chỉ cần bản thể ra thì thả bom một cái cũng đủ để cho lão kia chết, cần gì bây giờ phải tức giận. Thấy Cổ Bàn không phản kích, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, ông ta nhìn về phía thanh kiếm tinh tuyển ở nơi không xa. Lúc này thanh tinh tuyển đó không ra tay với Diệp Quân, chỉ là hơi run rẩy, hiển nhiên nó phát hiện bản thân đã quá xem thường thực lực của Diệp Quân. Diệp Quân nhìn kiếm tinh tuyển một cái cũng không ra tay nữa, quay người đi về phía xa. Chủ nhân bút đại đạo kinh ngạc, sau đó hỏi, cục tức này cậu có thể nhịn ư? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta tức giận với một thanh kiếm làm gì chứ? Cổ Bàn nhân cơ hội châm chọc nói, đúng vậy, không giống một số người tính cách đúng là ích kỷ. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn mắng, người biết cái quái gì, cậu ta không tức giận với cây kiếm là bởi vì cậu ta biết bây giờ cậu ta cũng không làm gì cây kiếm được, hơn nữa ở đây còn không phải có ta và ngươi nhìn chân chân sao, nếu như cậu ta động tay lỡ như ta và ngươi đánh lén cậu ta thì hoàn cảnh của cậu ta sẽ trở nên vô cùng tệ hại. Ngươi cái gì cũng không hiểu chỉ ở đó kêu lai. Sắc mặt của Cổ Bàn có chút khó coi, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân. Thấy sắc mặt của Diệp Quân bình tĩnh như nước, đột nhiên gã tức giận, mẹ nó hai người ai cũng tâm cơ, thật sự sơ suất. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái, sau đó ba người tiếp tục đi về trước. Trên đường Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo, nước cổ thần này rốt cuộc có lai lịch gì? Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, biết thần không? Diệp Quân nói, biết, cả quãng đường ta đi gặp được vô số đại đế, thần gì đó đều đã giết chán rồi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, khinh thường nói, những thứ đó thì xem là thần gì. Diệp Quân có chút hiếu kỳ, nói như thế nào, chủ nhân bút đại đạo lại không trả lời. Diệp Quân tiếp tục hỏi, chủ nhân bút đại đạo, vì sao bây giờ vũ trụ không có một cảnh giới tiêu chuẩn để thống nhất? Chủ nhân bút đại đạo nói, vũ trụ cũng chưa thống nhất, thì sao có cảnh giới thống nhất tiêu chuẩn? Hệ tinh vũ trụ vô số, mỗi hệ tinh đều là nguồn gốc văn minh của mình. Mỗi nguồn gốc đều không giống, nguồn gốc không giống cũng có nghĩa là bản hệ tu luyện không giống. Đơn giản mà nói cứ giống như thế giới thế tục, mỗi quốc gia có một chế độ giống nhau sao? Diệp Quân nói, vậy ông không cảm thấy chúng ta nên thống nhất toàn vũ trụ sao? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, ta không muốn thảo luận cùng cậu vấn đề này, bởi vì sự hiểu biết của cậu bây giờ đối với vũ trụ này vẫn còn quá ít ỏi, thảo luận chuyện này với cậu không có bất cứ ý nghĩa nào. Diệp Quân cười, không nói chuyện. Chủ nhân bút đại đạo tiếp tục nói, thần của nước cổ thần, thật ra nghiêm khắc mà nói cũng không xem như thần thực sự gì, nếu như thật sự nói là thần. Nếu có cho một tiêu chuẩn, đó chính là ta. Diệp Quân, Cổ Bàn không ngừng lắc đầu, ta chưa từng thấy người nào mặt dày vô sỉ như vậy. Chủ nhân bút đại đạo liếc gã một cái, trái lại cũng không tức giận. Diệp Quân thì có chút hiếu kỳ, ý ông nói là bản thể của ông, đúng không? Chủ nhân bút đại đạo không trả lời vấn đề này mà là nói, nguồn gốc văn minh của nước cổ thần là đến từ chỗ biên giới của hư chân, chính là thế giới của. Những hư chân linh giúp đỡ cậu có biết biên giới của hư chân không? Diệp Quân gật đầu, biết một ít, chính là thế giới ở trên hư thời không, gần với thế giới thực tế. Hư chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, cậu biết cái gì? Diệp Quân, chủ nhân bút đại đạo nói, nơi tiếp giáp của hư chân. Nơi này cách thế giới thực tế còn khoảng 100.000-8.000 dặm. Diệp Quân nhíu mày lại. Diệp Quân càng hiếu kỳ hơn, lai lịch của di tích bí cảnh ở nơi đó. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, bố thí đến từ người vòng ngoài. Hai mắt của Diệp Quân híp lại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn một cái, cười nói, tất cả chúng sinh. Thật sự là trò cười, biết không? Thứ gọi là chúng sinh ở trong mắt người nào đó cứ giống như kiến vậy. Đối với người cầm quyền nào đó đều không cần động tay, tùy tiện một câu nói đã có thể thay đổi sinh mệnh của vô số sinh linh, không nói cái khác chỉ là vũ trụ quan huyền của cậu, bây giờ cậu là vua của vũ trụ quan huyền, cậu tùy tiện cải chính nếu như cải chính này là xấu thì vô số sinh linh vũ trụ quan huyền của cậu sẽ sống không bằng chết, cậu có tin không? Diệp Quân im lặng, chủ nhân bút đại đạo nhẹ giọng nói, có một số người đối với kẻ lên ngôi mà nói chỉ là chuyện nhỏ nhỏ nhặt không đáng kể. Mà để ở phía dưới vậy thì có thể là họa ngút trời. Nói xong, ông ta hơi lắc đầu,
ta nói với cậu những thứ này để làm gì? Diệp Quân nói, vì vậy, ông không hy vọng vũ trụ này thống nhất. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, Diệp Quân, cậu có từng nghĩ đến một vấn đề, cậu có thể thay đổi nhân tính không? Diệp Quân nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo nói, ta cũng không nói với những đạo lý thiếu niên giết rồng cuối cùng sẽ biến thành rồng ác, ta chỉ hỏi cậu một vấn đề, cậu không phải tham quyền cũng không tham lợi nhưng cậu có thể quản được người phía dưới không? Còn có một điều, sở dĩ cậu không tham quyền, không tham lợi đó là bởi vì những thứ đó cậu đều có, sinh ra đã có mà những người phía dưới cậu thì không có. Sau khi cậu có được không muốn những người khác có, cậu cho rằng người ta sẽ phục không? Diệp Quân nhẹ giọng nói, ta biết ông nói những vấn đề này, ta đều biết, nhưng bây giờ vũ trụ này hình như cũng không phải rất tốt, ta thấy vũ trụ này không ngừng loạn, chém giết không ngừng, hỗn loạn không chịu nổi. Chủ nhân bút đại đạo sau khi yên lặng một chút, nói, đó chính là đạo, tất cả nhân quả đều do bản thân, thiên đạo tuần hoàn. Người không nên áp đảo ở trên đạo, càng không thể thay thế đạo. Bởi vì người có dục vọng riêng, có vô số ác niệm, một khi người nào đó thay thế đạo, áp đảo ở trên đạo, đối với vũ trụ này mà nói chính là một nạn cực lớn. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cái đạo nào ông nói ta có thể hiểu một chút, nhưng có một khả năng không, ta thống nhất vũ trụ thật ra cũng là một loại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Diệp Quân nói, đạo có vô số khả năng, ta thiết lập trật tự cũng có thể là nghĩa là đạo, cậu cảm thấy thế nào? Chủ nhân bút đại đạo nói, không có khả năng này. Diệp Quân hỏi, vì sao? Chủ nhân bút đại đạo nói, bởi vì ta đại diện cho đạo. Cổ bàn. Diệp Quân bật cười, vì vậy ông cho rằng ý của ông chính là ý của đạo, ông đại diện đạo. Mặt của chủ nhân bút đại đạo không biểu cảm, vốn dĩ là vậy. Diệp Quân ngạc nhiên nhưng rất nhanh trở lại bình thường, hắn cười nói, là đạo lợi hại, hay là cô của ta lợi hại? Chủ nhân bút đại đạo cau mày lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thấy chủ nhân bút đại đạo không nói năng gì trước câu hỏi của mình, Diệp Quân cười. Thế nhân nói, thiên đạo bất nhân, vạn vật như cỏ rác. Tuy có hơi quy chụp nhưng cũng không phải vô lý. Chủ nhân bút đại đạo cười gắn, nguyên nhân kết quả của chúng sinh đã được định đoạt từ trước. Lấy ví dụ cơ chiến của đế quốc, nếu bản thân gã không có tham vọng, tâm tính đường hoàng thì sao lại nghe lời ta đến giết ngươi? Nếu vì vậy mà nhận lấy kết cuộc thảm bại thì cũng là do gã tự làm tự chịu, liên quan gì đến người khác? Vô liêm sử. Cổ bàn cười khẩy, chủ nhân bút đại đạo, ngươi. Ngươi được nhắc tên quay lại, âm mồm, ngươi có tư cách gì mà xen vào? Cổ bàn phẫn nộ siết chặt tay, khí tức dâng lên cuồn cuộn nhưng cuối cùng vẫn đè xuống. Phải nhịn, bằng không sẽ phá hủy kế hoạch. Đợi bản thể thoát ra rồi. Liệc đầu tiên y làm chính là giết lão chó già này. Diệp Quân, ông nói cũng có lý, nhưng ông quên một điều rằng nếu ông không nhúng tay vào thì cơ chiến đã không chết. Ông nói thiên đạo tuần hoàn, vạn sự đã được định đoạt, nhưng rõ ràng là ông xen vào, lại nói nó thành thiên đạo. Chẳng phải giống như quan lại làm sai nhưng đổ mọi trách nhiệm lên đầu dân thường à. Đúng là ứng với câu, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo lạnh tanh đáp, ta không đấu võ mồm với ngươi. Giữa chúng ta chỉ cần lấy sức mạnh để nói chuyện là đủ. Diệp Quân gật gù, ta cũng thấy thế. Không ai nói gì thêm, vì không ai có thể thuyết phục được ai. Giữa họ chỉ có đánh bại và khuất phục người kia bằng năm đấm chứ không còn cách nào khác. Diệp Quân càng thêm kiên định với tư tưởng thống nhất vũ trụ, lập ra trật tự mới để cha và ông tin tưởng mình. Hắn bỗng cười rộ lên đầy bỉ ổi. Làm chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, không biết thằng danh này lại nảy ra ý gì trong đầu. Cổ bàn nhìn qua lại giữa hai người một hồi rồi nhắm mắt. Cả ba nhanh chóng đi vào dãy núi, chỉ thấy bầu trời tối sầm, bốn bể yên tĩnh. Euro ó vẻ gì đó rất kinh dị. Diệp Quân giơ kiếm đề phòng. Chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn cũng đề cao cảnh giác, không dám lơ là. Đặc biệt là người trước. Ông ta biết nước cổ thần hùng mạnh thế nào mà vẫn bị một thế lực không biết tên này tiêu diệt. Rất bất thường. Thế là ông ta không dám qua loa, dù sao đạo pháp vẫn còn bị phong ấn, nếu bị đánh bại ở đây thì đúng là mất mặt. Ba người men theo sơn đạo đi một hồi, thấy một ngôi làng xuất hiện. Diện tích không lớn, chỉ đủ cho tầm 100 nhân khẩu sinh sống, nhưng quan trọng là có người sinh hoạt ở đây. Cả ba sửng sốt.
Một ông lão thấy họ đi tới thì lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó vừa bỏ chạy vừa la toáng lên, có mai có ma an. Ba người. Không lâu sau, có mấy trăm người vọt ra, tay lăm le ngọn đuốc và vũ khí như cái cuốc, lưỡi cày. Nhưng họ chỉ co cụm ở cổng làng chứ không dám bước ra. Ai nấy đều ra vẻ hùng hổ nhưng trong mắt rõ ràng có sợ hãi. Diệp Quân và hai người kia thì ngớ ra khi nhận thấy những người này chỉ là người thường. Thấy chủ nhân Bút Đại Đạo bước tới, bọn họ rối rít lùi về sau. Ông ta mỉm cười chào hỏi với ông lão đi đầu, chào bác, chúng tôi không phải người xấu gì đâu. Ông lão kia có mấy phần điềm tĩnh của trưởng làng, nhưng khi mở miệng vẫn cảnh giác, các người là ai? Chủ nhân Bút Đại Đạo, chúng tôi là người ngoài đi ngang qua thôi. Ông lão ngạc nhiên, từ bên ngoài tới. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu. Ông lão và dân làng đều tỏ vẻ hoài nghi. Chủ nhân Bút Đại Đạo, có thể trò chuyện chút được không? Trưởng làng vứt cho họ một ánh mắt, dân làng lập tức túm lại hội ý rồi trở về nhà, giấu hết lương thực vào chỗ kín. Ông lão dẫn ba người kia đi đến một căn nhà có khoảng sân đơn sơ, bên trong là một đứa bé rẻ rặt ló đầu ra. Ông ta rót trà cho họ rồi lúng túng đứng sang bên. Chủ nhân Bút Đại Đạo mở lời, bác đừng hoảng sợ vậy, chúng ta không có ác. Ông lão chần chừ một hồi rồi nói, ta hiểu rồi. Đoạn lấy một món đồ màu bạc ra đặt trên bàn, các vị, đây là vật quý nhất trong làng chúng ta. Khiến ba người kia câm nín. Chủ nhân Bút Đại Đạo, chúng ta chỉ muốn hỏi chuyện thôi, không có ý gì khác đâu. Ông lão vội nói, ngài nói đi ạ. Chủ nhân Bút Đại Đạo, các người vẫn luôn sinh sống ở đây sao? Ông lão gật đầu, vâng. Chủ nhân Bút Đại Đạo, cha truyền con nối. Ông lão, vâng. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhíu mày. Diệp Quân xen vào, chắc họ là người dân nước cổ thần, nhưng vì là người thường nên không bị thế lực kia đụng đến khi diệt quy. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật gù, có thể. Rồi hỏi ông lão, bác có biết đây là nơi nào không? Ông lão dè dặt, là Cổ Khư. Cổ Khư. Ông ta thoáng dừng lại, nghe nói, làng kế bên rất giàu, còn có nhiều bảo vật. Rồi ngưng ở đây. Diệp Quân và hai người kia nhíu mày. Ông già này muốn giá họa cho kẻ khác. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười, bảo vật à? Bảo vật gì? Ông lão vội nói, không biết nữa, chỉ nghe là tìm được ở ngoài về, rất lợi hại. Ông ta im lặng liếc nhìn bọn họ. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười, mấy người có thù oán gì với người ta à? Ông lão lắc đầu nguầy nguậy, không, làm gì cớ? Chủ nhân Bút Đại Đạo, không thì sao lại tàn ác như vậy? Ông lão tái cả mặt, lắp bắp, ngài, sao lại nói thế, tôi có ý gì đâu. Chủ nhân Bút Đại Đạo liếc ông ta một cái rồi đứng dậy đi mất. Diệp Quân và Gỗ Bàn đi theo. Dân làng nấp trong bóng tối, len lén nhìn theo họ. Ba người kia đi ra đường lớn. Thấy họ khuất bóng, ông lão trưởng làng thở phào nhẹ nhõm. Một người đàn ông đi tới hỏi, nhị thúc, liệu bọn họ có sang làng bên kiếm chuyện không? Ông lão đáp chắc nịch. Chắc chắn. Người đàn ông, vì sao? Ông lão cười, ba người này từ bên ngoài tới chắc chắn là để đi tìm bảo vật, mà ta đã nói làng bên có thì họ sẽ động lòng thôi. Người đàn ông do dự, nhưng người mặc đạo bào kia trông rất lợi hại. Ông lão vuốt râu cười, rất mạnh nhưng đầu óc không đủ, khó thành đại sự. Người đàn ông lập tức nịnh bợ, như nhị thúc nói là hữu dũng vô mưu đúng không? Ba người rời khỏi thôn làng, bước đi trên đường cái. Cổ Bàn mặt lạnh tanh, không nói gì. Chủ nhân Bút Đại Đạo ngóng nhìn nơi xa, thấy một ngôi làng khác nằm lưng chừng núi, bèn nói. Xem ra có khá nhiều người thường sinh sống tại đây, mà thế lực kia lại không xuống tay với họ, thú vị thật. Diệp Quân hỏi, ông nói văn minh nước cổ thần bắt nguồn từ điểm giao hư chân. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu, phải, nhưng không biết vì sao mà họ lại rời ra ngoài. Diệp Quân liếc sang. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn lại làng Đại Loan, mỉa mai, thế nhân thường nói thế giới bên ngoài phức tạp, thật ra cộng đồng như làng xóm mới là phức tạp. Người trong làng cả ngày chỉ biết loan tin thị phi, điên đảo trắng đen, chỉ hận không thể dùng lời nói thọc chết người khác, vì chút lợi ích mà tranh đấu sống chết. Hôm nay đào một góc ruộng nhà này, hôm sau chiếm luôn một thước nhà kia. Ông ta lắc đầu, cái ác của con người trước giờ không liên quan đến sức mạnh và địa vị, có kẻ sinh ra đã ác sẵn rồi. Diệp Quân, muốn gì thì nói thẳng đi, bớt vòng vo.
Chủ nhân bút đại đạo cười, ngươi không thay đổi thế giới này được đâu, Diệp Quân. Diệp Quân liếc ngang, đừng có phí thời giờ nói chuyện này với ta. Chủ nhân bút đại đạo, thật ra ta cứ thắc mắc, lấy trí thông minh của ngươi thì hẳn đã nhìn ra vấn đề, vậy nếu có một ngày ngươi lập ra trật tự mới thì sẽ ràng buộc nó như thế nào đây? Diệp Quân không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nhìn sang, ngươi đã từng nghĩ về điều này rồi chứ? Diệp Quân vẫn im lặng. Thế là chủ nhân bút đại đạo cười cười rồi thôi. Cổ bàn nhìn cả hai một cái rồi nhắm mắt, tự nhủ hai thằng ngu, đợi bản thể của ta thoát ra được thì sẽ cho chúng bây biết thế nào là lễ độ. Ba người nhanh chóng đi đến ngôi làng thứ hai. Nó cũng không lớn lắm nhưng xem ra rộng rãi hơn so với làng kia, nhà cửa xây dựng ngăn nắp chứ không lôi thôi, đường xá sạch sẽ, hai bên còn cắm đuốc soi sáng. Một ông lão mặc trường bào màu sậm đứng ở cổng làng, thấy bọn họ đến thì chạy ra vái chào. Tại hạ là trưởng làng Nguyên Phiên, tham kiến ba vị đại nhân. Chủ nhân bút đại đạo cười hỏi, ông đang đợi chúng ta. Nguyên Phiên gật đầu, dạ phải. Chủ nhân bút đại đạo, trong làng kia có người của bên ông. Nguyên Phiên cong môi, không giấu gì ngài, hai làng thường xuyên tranh giành nguồn nước nên mâu thuẫn nặng nề, vì vậy. Chủ nhân bút đại đạo, ông đợi chúng ta làm gì? Nguyên Phiên, các vị đại nhân nếu không chê xin mời vàng làng. Chúng tôi đã chuẩn bị tiệc rượu. Chủ nhân bút đại đạo, thế thì quấy dày. Mời ngài, Nguyên Phiên đưa tay ra mời. Ba người đi vào, thấy dân làng nhìn họ bằng ánh mắt có nhiều tò mò hơn là đề phòng. Nguyên Phiên dẫn họ đến một ngôi nhà có bàn tiệc đã bày sẵn trong sân. Một thiếu nữ mặc áo vải đang bận rộn qua lại, dung mạo tuy không nghiêng thành. Đổ nước nhưng lại có đôi mắt to linh động. Thấy ba người kia đến. Thiếu nữ vội vàng bày chén đũa rồi nép sang một bên, dùng ánh mắt lén lút đánh giá họ đặc biệt là Diệp Quân. Nguyên Phiên, mời các vị ngồi. Ba người cũng không khách sáo, bèn ngồi xuống. Diệp Quân thấy trên bàn có tầm 5-6 đĩa thức ăn, không nhiều nhưng ấm cúng. Nguyên Phiên lại nói, mời. Diệp Quân gắp một miếng thịt đưa vào miệng nhấm nháp, được đấy. Thiếu nữ kia len lén cười. Nguyên Phiên vui vẻ hỏi, xin hỏi công tử. Các vị là người ở bên ngoài đến. Diệp Quân gật đầu, phải. Nguyên Phiên thì thầm, vậy thì thật là lợi hại. Chủ nhân bút đại đạo, nơi này là cổ khư. Nguyên Phiên gật đầu, vâng, chúng tôi nhiều đời sinh sống ở đây, lập thành mấy chục ngôi làng. Hơn trăm dặm về phía đông là thành Khâu Ung quản lý tất cả làng xóm, nhưng ngay cả võ giả ở đó cũng không dám tùy tiện rời núi. Nguyên Phiên vội can, trời đã tối rồi, đại nhân không nên lên đường. Chủ nhân bút đại đạo, sao lại nói vậy? Nguyên Phiên, đường từ đây đến thành Khâu Ung nguy hiểm vô cùng, tốt nhất không nên đi vào ban đêm để an toàn. Nếu không chê, xin mời các vị nghỉ lại đây một đêm, sáng mai đi hãy còn kịp. Chủ nhân bút đại đạo cười, không sao cả, chúng ta đều có bản lĩnh trong người, chút nguy hiểm ấy không thành vấn đề. Nguyên Phiên nghe vậy thì không khuyên can nữa mà gọi thiếu nữ, Nguyệt Nhi, mang đồ ra đây. Cô bé xoay người vào trong rồi mang ra một tay nải đưa cho Nguyên Phiên, lại vội vàng nấp ra sau ông ta. Nguyên Phiên đưa tay nải cho chủ nhân bút đại đạo, đường xá xa xôi, trong đây có ít lương thực, các vị hãy mang theo để phòng bất trắc. Chủ nhân bút đại đạo không từ chối, vậy cảm ơn ông. Rồi cả ba lên đường. Đi được mấy bước, Diệp Quân dừng lại hỏi Nguyên Phiên, ban nãy ông nói làng các ông hay tranh chấp nguồn nước với làng kế bên. Ông ta gật đầu, vâng. Nước chảy từ đầu nguồn xuống nên làm ruộng, ăn uống gì đều cần đến nó. Nó lại chảy qua giữa hai làng nên. Diệp Quân, vì sao không tự đào giếng đi? Nguyên Phiên cười khổ, chúng tôi đã thử rồi nhưng đất quá cứng, chỉ đào được vài thước là không làm gì được nữa. Diệp Quân cười, vậy để ta làm cho. Hắn nhìn xung quanh rồi chọn chúng một khoảnh đất trống gần đó, hai tay khép lại, kiếm quang lóe lên găm vào đất, nào ngờ lập tức bể tan tành làm hắn sững người. Chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn cũng ngạc nhiên không kém. Người trước đi tới quan sát một phen, nhíu mày, dưới lòng đất có phong ấn. Rất mờ, ngay cả ta cũng không nhận ra. Diệp Quân nhoài người nhòm xuống hố, quả nhiên nhìn thấy được phù văn nhấp nháy. Thế là chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân nhìn nhau, quyết định ở lại đây. Mục đích của họ vốn là đến đây tìm đồ tốt, mà phong ấn kia rõ ràng không thể nào kém chất lượng. Cổ bàn đề nghị. Cứ phá thử xem. Diệp Quân lắc đầu, không được,
mạnh như thế này nếu cứ phá tới thì sẽ phá hủy cả làng. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, hẳn là có lối vào. Chúng ta nghỉ lại một đêm, sáng mai đi tìm. Diệp Quân gật đầu, được, Cổ Bàn nhìn hai người một hồi rồi cũng đồng ý. Nguyên Phiên cười nói, nhà ta có một phòng trống, nhà kế bên có hai phòng nữa, các vị. Chủ nhân bút đại đạo, cảm ơn ông. Rồi đi vào căn nhà bên trái. Cổ Bàn chọn nhà bên phải. Diệp Quân chỉ đành ở nhờ nhà trưởng làng. Nguyên Phiên, Nguyệt Nhi, dẫn công tử đi nghỉ ngơi. Thiếu nữ nhỏ giọng lên tiếng, mời công tử theo ta. Diệp Quân gật đầu, làm phiền rồi. Hắn đi theo vào một gian phòng trống, thấy cô gái đang sửa soạn chăn mền cho, bèn nói. Cô nương không cần làm vậy đâu. Cô gái cuống quýt nói, đã sắp xong rồi ạ. Sau đó vội vàng lui ra ngoài. Diệp Quân đi đến bên cửa sổ đứng một hồi, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi thì thấy cô gái lại bưng một thau nước vào. Hắn thắc mắc không hiểu gì, lại nghe cô gái ấp úng. Công tử, rửa chân, Diệp Quân cười, người tu đạo chúng ta không cần làm vậy. Cô gái hỏi lại, tu đạo. Diệp Quân ngẫm nghỉ một hồi, cô đặt thau xuống đi. Cô gái gật đầu làm theo rồi vội vàng rời đi, lại bị Diệp Quân gọi. Nguyệt Nhi cô nương. Cô gái xoay người, thấy hắn cười nói, cảm ơn cô. 3 tiếng trước, ở phía trước một vách núi, Diệp Quân đánh giá vách núi ở trước mặt, hắn đi lên trước đang muốn lấy kiếm ra, đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc áo đạo sĩ từ từ đi đến. Người đến chính là chủ nhân bút đại đạo. Thấy chủ nhân bút đại đạo, sắc mặt của Diệp Quân đột nhiên trầm xuống, mẹ nó vậy mà đồ chết tiệt đó cũng đến. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy Diệp Quân, đột nhiên cười, ta biết thứ ngu ngốc như cậu không đứng đắn, ha ha. Diệp Quân bình tĩnh nói, như nhau mà thôi. Chủ nhân bút đại đạo hừ một tiếng, ông ta đi đến trước cánh cửa đá đó, ông A đánh giá cánh cửa đó một cái cười chậc chậc, ta không nên đến, để cho thứ ngu ngốc như cậu bị thiệt. Diệp Quân nhìn về phía cánh cửa đá đó, cửa đá ngăn cách thần thức, hiển nhiên có tồn tại của phong ấn, hơn nữa chắc chắn không phải phong ấn bình thường. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, đồ ngốc, ta có cách phá giải phong ấn này nhưng mà cậu phải cho ta chút lợi ích. Diệp Quân nói, ông có thể lựa chọn không phá. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, hắn bình tĩnh nói, ông phá thì ta vào, ông không phá thì ta không vào, chỉ cần ông muốn tốn sức. Không biết xấu hổ. Chủ nhân bút đại đạo tức đến không chịu được, cậu lựa chọn không cần chút mặt mũi nào cải. Diệp Quân bình tĩnh nói, bây giờ phá, hai người chia đợi chút Cổ Bàn đó tỉnh dậy. Vậy thì phải 3 người rồi. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo trầm xuống. Ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân một cái, cậu hay. Nói xong, ông ta đi đến trước cánh cửa đá đó, ông ta đưa một ngón tay ra chấm một cái nhẹ, cửa đá vỡ nát nhưng phía sau cửa đá là một bức tường phù văn, những phù văn đó chẳng chịt giống như kiến vậy, lan tỏa ra sức mạnh màu đen kỳ lạ. Thấy những phù văn này, chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nhíu mày thật chặt, vậy mà lại là thuật phong ấn này, mẹ nó. Quả nhiên có liên quan đến vật đó. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta lại không có giải thích, hai tay bắt đầu ra dấu những phù văn đó bắt đầu động đậy từ chút một, mà những sức mạnh kỳ lạ bọn chúng lan tỏa vậy mà bắt đầu biến mất từng chút một. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo một cái, không thể không nói người này cũng có vài chiêu. Mà khi những phù văn này sắp biến mất, sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên thay đổi, bởi vì những phù văn này đột nhiên hóa thành một cột sáng bao phủ ông ta. Chủ nhân bút đại đạo kinh ngạc nói, căn nguyên của trận pháp này không phải ở đây, ở trong đó cậu mau vào để phá căn nguyên đó. Diệp Quân trực tiếp xông vào trong. Nhìn thấy Diệp Quân xông vào trong, khóe môi của chủ nhân bút đại đạo hơi nhếch lên, ông ta cứ đợi như vậy cũng không biết đợi bao lâu, đột nhiên ông ta cảm thấy có chút không đúng, tay phải nhẹ nhàng vung lên những sức mạnh kỳ lạ bao phủ ông ta đột nhiên biến mất hết. Chủ nhân bút đại đạo đi vào trong. Sau khi vào được hang động một lúc sắc mặt của ông ta đột nhiên trầm lại, bởi vì Diệp Quân đang ngồi xếp bằng ở đó không xa để nghỉ ngơi. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo đi vào, hai mắt của Diệp Quân mở ra, cười nói, ông đến rồi ai? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân không nói chuyện. Diệp Quân nghiêm túc nói, lần sau khi ông giả vờ có thể giả cho giống chút được không? Nếu không vừa đang sỉ nhục ta cũng đang sỉ nhục bản thân ông. Chủ nhân bút đại đạo cười nói. Mặt tốt của cha cậu thì không thừa hưởng, những thứ lung tung thì cậu lại thừa hưởng hết,
Nói xong, ông ta đi vào bên trong. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo một cái cũng đi theo. Đi theo tên này, bất cứ lúc nào ông ta cũng đều là trạng thái cảnh giác cao độ, không có có chút xem nhẹ và buông lỏng. Hai người đi vào bên trong, đi không bao lâu con đường đột nhiên trở nên rộng rãi, lại đi một lúc hai người sau khi đi qua một cánh cửa vòm thì nghênh đón chính là một tòa cung điện cổ xưa rất to. Thế giới dưới đất. Phía trên của tòa cung điện này đang lơ lửng một vầng trăng sáng nhưng lại là màu đen tối, hơn nữa tỏa ra màu đen kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại. Chân mày của Diệp Quân cũng nhíu chặt lại, nơi này yên tĩnh như tờ, khắp nơi đều lộ ra sự kỳ lạ, hơn như thoạt nhìn cung điện này cứ giống như một ngôi mộ. Chủ nhân bút đại đạo nói, biết phong ấn ở nơi này là cái gì tồn tại không? Là ồn tại còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với đại đạo hà đó ở trong cơ thể cậu, cậu. Diệp Quân đột nhiên cắt ngang lời nói của ông ta, nó lợi hại như vậy, đánh lại bác cả Tiêu Dao Tử vô địch của ta không? Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đưa ra, ông ta trực tiếp bị tức đến bật cười, cậu chưa xong có phải không? Hả? Diệp Quân nói, ta chỉ hỏi thử, ông gấp cái gì? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân. Cậu sớm muộn cũng bị người khác đánh chết. Nói xong, ông ta quay người đi về phía tòa đại điện ở phía xa. Diệp Quân cũng đi theo. Tiểu Tháp, người cố ý chọc tức ông ta làm gì? Diệp Quân nói, sảng khoái. Tiểu Tháp, hai người đi đến trước cửa đại điện đó, trước đại điện có hai người giấy đang đứng, trông có vẻ giống như loại cúng tế, phiêu dạt ở đây rất kỳ lạ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn hai người giấy đó, biểu cảm có chút ngưng lại. Diệp Quân nói, hai tên này, ông từng đánh qua chưa? Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, tức đến cười, cậu một chút sức cũng không muốn ra, có phải không? Diệp Quân nói, mỗi người đánh một con. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, cậu lựa một con. Diệp Quân nói, ta không đánh. Hèn. Vẻ mặt của Diệp Quân cũng có chút ngưng lại, khí tức hai người giấy tỏa ra vô cùng không bình thường. Không đúng. Hai người đột nhiên quay đều nhìn nhau, tiếp đến hai người quay người vòng lại lần nữa đi đến trước cửa điện. Hai người giấy còn đang đứng ở đó. Đôi mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại, mẹ nó, vậy mà bị dọa sợ sắc mặt của Diệp Quân cũng có chút khó coi. Tiểu Tháp đột nhiên nói, làm sao? Diệp Quân nhìn hai người giấy đó, đều là giả, hai đạo khí tức đó đều là một loại huyễn thuật. Mẹ nói, Tiểu Tháp có chút kinh ngạc, cái này, không thể nào chứ. Diệp Quân nói, có lẽ không sai được. Tiểu Tháp nói, hai người làm sao phát hiện ra vậy? Diệp Quân trầm giọng nói, tốc độ, nếu như thật sự là cường giả xúc chân cấp 7 thì tốc độ không thể nào chậm hơn bọn ta, nhưng bọn ta trong một lúc đã kéo ra khoảng cách với bọn chúng vì vậy hai thứ này đang cáo mượn oai hùng. Tiểu Tháp, Diệp Quân đột nhiên đi về trước một bước, khí tức của hắn đột nhiên tỏa ra, nơi ra hai người giấy đột nhiên mở to hai mắt. Sau đó giống như bị mê hoặc phiêu dạt về phía hắn, khí tức đó thật sự mạnh vô cùng, cảm giác chèn ép vô hình khiến cho lúc này hai người cảm thấy không thể nào thở được, không chỉ như vậy mà còn có một khí tức chết chóc đang đến gần. Nhưng mà lúc này hai người không động đậy, mặc cho hai người giấy đó phiêu dạt đến rất nhanh hai người giấy đã phiêu dạt đến trước mặt hai người, bọn chúng tung cú đấm về phía Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo. Cú đấm này khiến cho sắc mặt của hai người đều thay đổi. Mặc dù hai người đều cảm thấy gì nhưng sức mạnh của cú đấm này cũng quá chân thật, đấm còn chưa tới thì sức mạnh của cú đấm đã cưỡng ép chân áp lại hai người, cảm giác cái chết đến gần còn mạnh hơn gấp 10 lần lúc nãy. Không thể không nói, lúc này hai người đều hoảng loạn. Nhưng Diệp Quân nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo không có động đậy, hắn cũng cắn răng không động mà chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy Diệp Quân cũng không hề động đậy đương nhiên ông ta cũng không thể yếu thế, vì vậy ông ta cũng đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích. Giải. Giọng nói vừa dứt, chủ nhân bút đại đạo chỉ nhìn thấy một đạo kiếm quang từ trong động bay ran. Chủ nhân bút đại đạo hoảng hốt, nghĩ cũng không nghĩ hóa thành một đạo. Ánh đen biến mất trong bóng tối. Người giết chính là Diệp Quân, nhân lúc ông ta bị thương đã lấy mạng của ông ta. Diệp Quân đương nhiên muốn nhân cơ hội này một kiếm giải quyết chủ nhân bút đại đạo, thế nhưng chủ nhân bút đại đạo này quả thật chạy quá nhanh, chỉ trong nháy mắt linh hồn đã biến mất không thấy. Mà ở nơi này, có rất nhiều nơi cấm kỵ, vì vậy thần thức của hắn không có cách nào mở rộng ra ngoài, cũng không dám mở rộng, thần thức quét qua nếu như quét trúng người của đại lão thì đồng nghĩa là khiêu khích.
Thấy chủ nhân bút đại đạo đã chạy đi, sắc mặt của Diệp Quân có chút khó coi, không do dự nhiều hắn quay người về lại trong hang động. Hai người giấy vẫn còn đứng ở đó, giống như thần cửa vậy. Biểu cảm của Diệp Quân ngưng lại, hắn cũng không ngờ đến hai tên này vậy mà là một thật một giả. Người nghĩ ra chiêu này không phải ác bình thường. Đồng thời hắn cũng thầm vui nếu như cú đấm vừa nãy đấm vào lồng ngực hẳn e rằng hắn đã chết tại chỗ rồi. Không thể không nói, chủ nhân bút đại đạo này thật sự mạnh, vậy mà chỉ nát thân xác. Diệp Quân thu suy nghĩ lại, hắn nhìn chằm chằm hai người giấy đó, bên trái là thật bên phải là giả, ánh mắt của hắn rơi vào người giấy bên phải. Ánh mắt liếc nhìn cửa điện một cái, hắn buộc phải nhanh xông vào trong điện trước khi người giấy thật ra tay. Nhanh! Vì đề phòng bất chắc, Diệp Quân trực tiếp triệu tập 12 vị hư chân linh hộ thể. Mà ngay lúc Diệp Quân muốn xông vào đột nhiên chân mày của hắn nhíu lại, quay đầu nhìn về phía người giấy bên trái. Sau một lúc im lặng, cơ thể của hắn đột nhiên run lên, chạy thẳng đến người giấy đó. Chỉ trong chớp mắt hắn đã đến trước mặt người giấy. Đâm một kiếm ra gần như đồng thời cú đấm của người giấy của đấm về phía hẳn. Biểu cảm của Diệp Quân ngưng lại cũng có chút căng thẳng. Dầm. Lâu rồi không có người đến. Lúc này bên trong quan tài đột nhiên truyền tới một tiếng nói, ủa. Ba loại huyết mạch đặc thù, hư chân linh, kiếm này của ngươi cũng rất thú vị. Ngươi có phải người của nước cổ thần? Diệp Quân nói, không phải. Người bên trong quan tài cười nói, không phải là tốt. Thiếu niên ngươi rất không tầm thường đó. Diệp Quân cười nói, tiền bối, vãn bối chỉ là đi qua nơi này, nhìn thấy nơi này có chút đặc biệt vì vậy vào xem thử, không làm phiền người chứ. Người trong quan tài nhẹ giọng, đương nhiên là không, ta đã ở nơi này vô số năm tháng, không dễ dàng gì có người đến, ta vui còn không kịp nữa. Diệp Quân gật đầu một cái, vậy thì tốt. Người bên trong quan tài lại nói, huyết mạch này của ngươi có chút đặc biệt. A chưa từng nhìn thấy huyết mạch đặc biệt như vậy. Diệp Quân có chút kiêu ngạo nói, cha ta rất lợi hại, ông ấy là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 7. Ha, hai người trong quan tài cười nói, 7 phần chân ư. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người bên trong cười nói, người trẻ tuổi, 7 phần chân ở vũ trụ này không phải là cường giả cao cấp gì, nếu như nơi điểm giao của hư chân vậy thì càng yếu nữa. Diệp Quân nói, tiền bối. Người đến từ nơi điểm giao hư chân. Người bên trong quan tài nói. Diệp Quân đột nhiên có chút hiếu kỳ, tiền bối, sao người ở nơi đây? Người trong quan tài nói, vậy ở nơi này chị thương. Trận đại chiến năm đó quá kịch liệt, ta bị thương vì nói đến đây, ông ta đột nhiên chuyển chủ đề, người có muốn nâng cao thực lực không? Diệp Quân nhanh chóng nói, đương nhiên muốn rồi, tiền bối, người giấy bên ngoài là do người chế tạo ư? Người trong quan tài nói, đúng, chính là vì để tránh có người đến làm phiền ta. Trong lòng của Diệp Quân còn sợ hãi, người giấy đó thật lợi hại, may mà ta chạy tương đối nhanh nếu không bị nó đánh chết rồi. Người bên trong quan tài nói, đây là chữ của nơi điểm giao hư chân. Ngươi thả thần thức ra, ta sẽ truyền chữ và ngôn ngữ của nơi này cho ngươi. Diệp Quân nhìn quan tài, không nói chuyện. Ha ha, người bên trong quan tài cười nói. Ngươi cũng khá phòng bị, ngươi sợ ta chiếm đoạt. Diệp Quân gật đầu, có chút. Người trong quan tài cười nói, ngươi phòng bị cũng bình thường, dù sao phòng bị người khác không thể không có. Đang nói chuyện, một đạo ánh sáng từ trong quan tài bay ra, cuối cùng rơi ở trước mặt Diệp Quân. Người trong quan tài nói, ngươi có thể điều tra trước sau đó mới chiếm đoạt. Diệp Quân cẩn thận kiểm tra đạo quang kia một cái, nhìn thấy không vấn đề gì lúc này hắn mới chiếm đạo quang đó. Rất nhanh một loại chữ của văn minh hoàn toàn mới xuất hiện trong đầu của hắn. Người bên trong quan tài nói, thuật khôi âm này là một loại thần thông thần bí của nơi điểm giao hư chân, ở nơi đó cũng không xem như quá cao minh nhưng ở nơi này đương nhiên tương đối hiếm có. Diệp Quân cúi người thật sâu chào, đa tạ tiền bối. Người bên trong quan tài cười nói, vật nhỏ mà thôi. Diệp Quân nghiêm túc nói. Đối với tiền bối mà nói chỉ là một thứ nhỏ nhưng đối với vãn bối mà nói đó là thần vật siêu cấp. Diệp Quân sau khi cất nhãn không gian, cung kính nói, đa tạ tiền bối. Người bên trong quan tài lại nói, người mau rời đi đi. Nơi này bởi vì đại chiến năm đó là để lại một số cường giả đến từ nơi điểm ra hư chân, bọn họ đối với những sinh linh đến từ thế giới này tương đối ác ý,
với thực lực bây giờ của ngươi căn bản không có cách nào đối kháng với sinh linh lớn mạnh đó, đừng bởi vì một số tham niệm của bản thân mà hại tính mạng. Diệp Quân nói, vãn bối hiểu. Nói xong, hắn hành lễ sau đó quay người rời đi. Nhưng lúc đến cửa điện, hắn đột nhiên dừng bước chân lại, sau đó quay. Người nhìn về phía quan tài, tiền bối, thuật khôi âm này. Người ở bên trong quan tài, có chỗ không hiểu à? Diệp Quân gật đầu, đúng vật, trong bí tịch tiền bối cho vãn bối có cách chế tạo khôi âm nhưng lại không có cách tín ngưỡng ngụy thần. Người bên trong quan tài cười nói, cái này thật ra rất đơn giản, chỉ cần làm một nghi thức đơn giản là được, chỉ cần tín ngưỡng ngụy thần, nhận được sức mạnh tín ngưỡng của ngụy thần hạ xuống thì có thể dùng để luyện khôi âm. Diệp Quân, xin tiền bối dạy ta. Người bên trong quan tài nói, chút nữa người đọc với ta. Diệp Quân gật đầu một cái, được. Nói xong hắn dừng lại, có chút lo lắng, tiền bối, tín ngưỡng ngụy thần này. Người bên trong quan tài cười nói, người sợ nhân quả chưa biết. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người bên trong quan tài nói, không có vấn đề gì, nếu như người thật sự lo lắng cũng không cần dùng cách này, nhưng mà cần người đạt đến xúc chân tám phân mới được, lúc đó người không cần mượn sức mạnh tín ngưỡng của ngụy thần, chỉ xem người có đồng ý đợi không thôi. Sau khi Diệp Quân nghĩ một lúc, nói, vẫn xin tiền bối dạy ta. Nghe người trong quan tài nói thế, tiểu tháp có chút khó tin nói, người này. Đúng là bụng dạ khó lường. Vẻ mặt Diệp Quân rất bình tĩnh, tựa như không hề thấy bất ngờ. Thấy Diệp Quân như thế, tiểu tháp bỗng hỏi, người biết từ trước rồi hả? Diệp Quân nhìn chằm chằm vào quan tài, ánh mắt âm trầm, khóe miệng hiện lên nụ cười, người có thể tạo ra hai người giấy trước cửa kia sao có thể là hạng người thiện lương được. Hơn nữa nơi này rõ ràng đã bị người phong ấn, nhưng gã lại gạt ta rằng là ông tự nguyện ở đây chữa thương. Quan trọng nhất là lòng tốt của người này có chút ảo, lúc một người vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi mà không phải người thân, thì tất có tính toán khác. Tiểu tháp trầm mặc một lát rồi nói, giống y như ta nghĩ, ngưu tâm ngưu mã tầm mã. Diệp Quân, người kia còn đang điên cuồng cười to, tiếng cười xen lẫn sự điên loại cùng giải thoát. Mà trong cơ thể Diệp Quân, hào quang đỏ ngầu kia không ngừng tuôn ra, sau đó phá vỡ hư không, lao về một phương hướng không biết. Lúc này, người trong quan tài chậm rãi bay lên, tứ chỉ ông ta bị xích sắt đen khóa lại, trên mắt xích còn có lớp phong ấn mạnh mẽ dán chặt lên, khuôn mặt ông ta dữ tợn, lệ khí lồ lộ, tựa như ác quỷ, lại thêm tiếng cười cực kỳ điên cuồng của ông ta làm tăng thêm bội phần khủng bố. Diệp Quân nhìn chằm chằm người bay ra khỏi quan tài, người hẳn là ngụy thần, đúng không? Ha ha! Người đàn ông bắt đầu cười lớn, không thể không nói người rất thông minh. Từ khi vào đây đến giờ ngươi vẫn luôn phòng bị ta, chưa bao giờ nới lỏng cảnh giác, nhưng đáng tiếc ngươi không ngăn lại được tham dục sâu trong nội tâm của mình, mà chỉ cần như vậy thì khi niệm thần chú, ngươi chắc chắn phải chết. Cho dù ngươi có đọc tên giả cũng vô dụng thôi, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu mô nào cũng chỉ là phù du. Diệp Quân nói, đó là tên của cha ta. Ha ha! Ngụy thần lại phá lên cười, vậy cha ngươi cũng có đứa con có hiếu ghê, ngay cả cha mà cũng hãm hại. Ha ha! Tiếng cười của ông ta như sấm, cực kỳ vui sướng, bởi vì ông ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cuộc cũng có một tên đến thế mạng. Mặc dù sẽ vứt bỏ thân thể này, nhưng chỉ cần có thể giải thoát thì cũng đáng giá. Hơn nữa thiếu niên trước mắt này này có căn cơ vô cùng tốt, huyết mạch cũng đặc biệt, nếu cắn nuốt hết thì ông ta sẽ có thể thoát vây trong thời gian cực kỳ ngắn, có được một cuộc đời mới. Không thể không nói. Đúng là ông trời đang giúp ông ta mà. Nghĩ tới đây, tiếng cười của ông ta càng lớn thêm, toàn bộ thế giới bên dưới lúc này cũng bắt đầu rung lên kịch liệt. Bởi vì đối phương không chỉ phá nát huyết tế của ông ta dễ như ăn cháo, còn tung chiêu cách vô số thời không để giết bản thể ông ta, kinh khủng nhất là kiếm của đối phương không bị phong ấn thần bí nơi này áp chế, hơn nữa ông ta còn phát hiện thân thể của mình đang nhanh chóng bị hủy diệt. Chiêu kiếm này đã phá vỡ tam quan của gã. Ngụy thần đột nhiên quay mặt về phía Diệp Quân, hoảng sợ nói, ngươi. Cha ngươi căn bản không phải gần bảy phân chân. Diệp Quân gật đầu, ta lừa ngươi thôi. Á ái. Ngụy thần gào thét, thứ xúc sinh nhà ngươi. Ngươi dám lừa ta, ngươi. Ta nguyền rủa ngươi. Nói đoạn, trong miệng ông ta chợt trào ra một ngụm máu, đống máu kia lập tức biến thành một dãy bùa chú quỷ dị. Thấy thế, Diệp Quân giật nảy trong lòng, lập tức la lên, cha đẻ của ta ở đây.
Sao ông ấy có thể để ngươi làm hại con trai cưng của mình được? Ngụy Thần la hét loạn xạ, bùa máu kia lấy thế như sấm sét lao tới chỗ Diệp Quân. Diệp Quân hoảng hốt, xoay người định chạy, nhưng đúng lúc này, một ánh kiếm lại chém thẳng xuống, nháy mắt đã chém nát bùa máu kia. Diệp Quân lập tức thở phào nhẹ nhõm, mẹ kiếp, may là cha ruột của mình. Ngụy Thần thấy thế thì vẻ mặt khó mà tin nổi, làm sao có thể? Sao có thể? Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào tinh không, cha, con muốn thần hồn của tên này, nhưng không cần ý thức. Nói gì vậy? Trong hư không, giọng nói của Diệp Huyên chậm rãi truyền đến, ta nói rồi, cuộc tranh giành đại đạo của con với chủ nhân bút đại đạo ta sẽ không tham dự nữa, làm người phải giữ lời, đã bảo không can thiệp thì sẽ không can thiệp. Còn tên này, do tên này ra tay với ta trước, ta giết ông ta chỉ là tự vệ, không liên quan gì đến con hết, hiểu chưa? Dứt lời, một luồng kiếm quang xuyên thẳng qua giữa hàng mày Ngụy Thần. Trong thời gian ngắn, ý thức của Ngụy Thần lập tức bị xóa sổ, chỉ còn dư lại linh hồn không có ý thức. Cung điện dưới lòng đất. Sau khi Diệp Quân thấy cha biến mất, hắn bước nhanh đến chỗ linh hồn của Ngụy Thần, bắt đầu cười hắc hắc. Luyện chế khôi âm thật ra cần một linh hồn mạnh mẽ, linh hồn càng mạnh, đạo pháp càng cao thâm thì khôi âm luyện chế ra được sẽ có giới hạn càng cao. Nếu không có linh hồn mạnh mẽ thì chỉ có thể luyện ra được mấy con khôi âm hàng giỏm, chỉ dọa người được chứ không có sức chiến đấu. Nếu có linh hồn mạnh mẽ thì sức chiến đấu của khôi âm sẽ tăng vọt lên đáng kể. Diệp Quân không hề rời đi, mà xòe tay ra, nhãn không gian trên thân thể Ngụy Thần đang nằm liệt ở đằng xa lập tức bay đến tay hắn. Nhìn thấy chiếc nhẫn không gian kia, trong lòng Diệp Quân ấm áp. Bởi vì với thực lực của cha, một kiếm chém xuống thì nhãn không gian không thể chịu được sức tàn phá, nhẫn không gian vẫn còn nguyên vẹn thế này hiển nhiên là do cha hắn cố tình làm vậy. Cha vẫn hiểu mình lắm. Diệp Quân mở nhãn không gian ra, một lát sau, hắn lập tức bật cười ha hả. Tất cả bảo bối của Ngụy Thần đều ở trong nhãn, bên trong có hơn 130 món thần vật cấp bậc tiên khí, không chỉ thế còn có một cái đế khí. Diệp Quân xòe tay ra, một lá bùa màu đỏ như máu xuất hiện trong tay hắn. Lá bùa này là một đạo khí, được Ngụy Thần giấu ở trong hộp, rõ ràng là rất coi trọng. Khi cầm lá bùa này, vẻ mặt của Diệp Quân nghiêm lại, bởi vì hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm rất lớn, hắn biết thả huyền khí vào là sẽ thôi thúc được lá bùa này, nhưng trực giác bảo hắn là đừng làm như vậy. Đạo khí, thần vật cấp bậc này tuyệt đối không phải thứ bây giờ hắn có thể khống chế. Diệp Quân cất lá bùa đi. Hắn phát hiện trong nhẫn không gian của Ngụy Thần còn có thêm mấy trăm nghìn viên đá chân linh, ngoài ta là một vài bùa chú linh tinh, trong đó cũng có vài lá là tiên khí. Hắn còn tìm được không ít đan dược, đến cấp bậc như bọn họ thì tác dụng của đan dược là cực kỳ nhỏ, nhưng đây là thứ Ngụy Thần mang theo bên người, chứng tỏ nó không phải đan dược bình thường. Tất nhiên hắn cũng không dám ăn bậy, cái này trở về rồi nghiên cứu kỹ hơn sau. Ngoại trừ đan dược, còn có một vài sách luyện đan. Ngụy Thần này không chỉ có thể luyện phù mà còn có thể luyện đan. Diệp Quân không lập tức rời khỏi đại điện mà là ngồi xuống tại chỗ, hắn bắt đầu luyện chế khôi âm, hắn muốn xem thử thần hồn của Ngụy Thần sẽ luyện ra được khôi âm trình độ nào. Bởi vì ý thức của Ngụy Thần đã bị xóa đi, nên Diệp Quân luyện chế cũng khá đơn giản trôi chảy, nhưng cần phải tiêu hao quá nhiều đá chân linh, chưa tới một phút, hắn đã tiêu hơn 10.000 viên đá chân linh, chuyện này khiến hắn hơi đau. Lòng. Bởi vì đá chân linh rất rất quý giá ở thế giới này. Hết cách rồi, Diệp Quân chỉ có thể tiếp tục luyện, không bao lâu sau, trước mặt hẳn đã có một người giấy, bên trong người giấy là thần hồn của Ngụy Thần. Nhưng vẫn chưa được kích hoạt, Diệp Quân búng tay một xia, một giọt máu bay vào giữa trán người giấy. Người giật lập tức mở hai mắt ra, một luồng hơi thở đáng sợ cũng bộc phát ra. Gần 7 phần chân, sắc mặt Diệp Quân lập tức đen lại. Sao chỉ gần 7 phần chân? Không khoa học. Ngụy Thần mạnh như thế, sao khôi âm luyện chế ra lại kém như vậy? Hắn tiếp tục lật xem quyển thuật khôi âm, một lát sau mới hiểu ra. Thuật này có hạn chế, thuật khôi âm luyện chế ra khôi âm không thể có cảnh giới vượt quá xa chủ nhân, bởi vì đây là một loại kiềm hãm, nếu khôi âm quá mạnh thì sẽ thoát khỏi sự khống chế của chủ nhân. Diệp Quân không hề xoắn suýt, bởi vì chỉ cần thực lực của hắn nâng lên, thực lực của khôi âm cũng sẽ được tăng lên theo. Ví như bây giờ lực chiến đấu của hắn có thể đạt được đến gần 7 phần chân thì khôi âm này có thể sẽ đạt đến cảnh giới gần 9 phần chân.
hơn nữa sức chiến đấu cũng vượt xa 9 phần chân bình thường. Bởi vì thần hồn trong này là khôi thần, là đại lão đỉnh cao đến từ điểm giao hư, chân. Diệp Quân không rời khỏi đại điện, hắn lại ngồi xuống rồi luyện chế ra thêm một người giấy nữa, có điều lần này người giấy là giả, chỉ có hơi thở của Ngụy. Mà khi Diệp Quân xông vào thôn lại phát hiện chủ nhân bút đại đạo căn bản không ở đó. Tên này chạy mất rồi. Sắc mặt Diệp Quân sầm xuống. Hắn biết chủ nhân bút đại đạo kiến thức nhiều, am hiểu giải phong ấn, mà nơi này đâu đâu cũng có di tích bí cảnh, lỡ như tên đó tìm được một bí cảnh nào đó, gặp được kỳ ngộ. Cổ bàn vẫn ở đó, thấy Diệp Quân trở về thì sắc mặt gã có hơi khó coi. Diệp Quân không để ý tới gã mà chỉ nhìn trưởng thôn Nguyên Phiên ở một bên, trưởng thôn dẫn cháu gái của mình đến, cười nói, Diệp công tử. Diệp Quân mỉm cười nói, để ta đào vài cái giếng cho ông. Nguyên Phiên hơi nghỉ hoặc một chút, không phải không đào được à? Diệp Quân nói, bây giờ thì được rồi. Nói xong, hắn xòe tay ra, ba luồng kiếm quang bay ra ngoài. Mặt đất cách hắn không xa lập tức bị cắt ra, trong chớp mắt, ba cái giếng đã xuất hiện trong sân, miệng giếng có nước phun trào. Thấy thế, Nguyên Phiên lập tức vui vẻ, kích động nói, Diệp công tử. Chuyện này, chúng ta biết phải cảm ơn cậu như thế nào đây, chuyện này. Nguyệt Nhi kia cũng vô cùng hưng phấn, nhìn cái giếng kia một lát rồi lại nhìn sang Diệp Quân, khuôn mặt rạng rỡ. Diệp Quân cười nói, không cần cảm ơn, chỉ là chuyện dễ như ăn cháo với ta thôi, trưởng thôn, ta muốn rời đi. Nguyên Phiên do dự một chốc rồi nói, bây giờ đi liền à? Diệp Quân gật đầu. Nguyên Phiên vội hỏi, cơm nước xong rồi đi nhé, Nguyệt Nhi nấu cơm ngon lắm. Diệp Quân nhìn về phía Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi thấy hắn nhìn mình thì vội vã cúi đầu. Thấy ánh mắt đầy áp sự mong đợi của Nguyên Phiên, Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được. Nguyên Phiên vội vàng nói, Nguyệt Nhi, mau lên cơm đi. Chẳng mấy chốc, trên bàn đã bày ra thịnh soạn. Diệp Quân không thích hít cốc, nên hắn ăn rất ngon miệng, cổ bàn cũng ngồi xuống, gã ăn cũng rất bon mồm, chắc là bị giam lâu quá, cảm giác ăn cơm no say. Này cũng mê hoặc gã. Nguyên Phiên đột nhiên muốn nói gì lại thôi. Diệp Quân thấy ông ta có điều muốn nói nên mở lời trước, trưởng thôn có gì muốn nói à? Nguyên Phiên thấp giọng thở dài, công tử, ta thấy các cậu đều không phải người bình thường. Như vậy đi, lần này các ngươi đến Ung Thành có thể giúp ta hỏi thăm hai người được không? Diệp Quân hỏi, ai? Nguyên Phiên nói, là cha mẹ Nguyệt Nhi, 3 năm trước hai đứa cùng đến. Ung Thành bán đồ, nhưng lại một đi không về. Nếu cậu có đến Ung Thành thì có thể giúp chúng ta hỏi thăm một chút không? Diệp Quân nhìn về phía Nguyệt Nhi theo bản năng muốn cúi đầu, nhưng lại lấy dũng khi ngẩng lên nhìn Diệp Quân. Diệp Quân gật gật đầu, được. Nguyên Phiên vội vàng nói, đa tạ Diệp công tử, con trai của ta tên là Nguyên Trấn, con dâu tên là Tân Liên, nếu có tin tức gì của hai đứa, kính xin công tử cho người đến báo một tin. Diệp Quân gật đầu, được. Sau khi cơm nước xong, Diệp Quân đứng dậy cáo từ, mà lúc hắn ra đến cửa. Bên ngoài, Tiểu Tháp đột nhiên nói, sao không cho cô bé kia một quyển phương pháp tu luyện? Diệp Quân lắc đầu, Tháp gia, nơi đây hung hiểm vạn phần, đừng nói cô ấy là một người chưa từng tu luyện, chính những người tu luyện hàng ngày như chúng a cũng gặp phải nguy hiểm. Nếu cô ấy tu luyện mà không nhận ra được hung hiểm nơi đây thì trái lại chỉ có hại cô ấy thêm mà thôi. Tiểu Tháp nói, vậy cho cô ấy một ít tiền cũng được. Diệp Quân khẽ nói, cũng sẽ hại cô ấy thôi. Tiểu Tháp nói, ta hiểu, cho dù có muốn giúp người thì cũng chỉ có thể giúp vừa sức người đó thôi, nếu giúp quá mức nhận của bọn họ, thì đó không phải phúc, mà là họa. Diệp Quân gật gật đầu. Cổ bàn ở bên đột nhiên nói, chủ nhân bút đại đạo đâu? Diệp Quân nói, chết cổ bàn. Diệp Quân quay đầu liếc mắt nhìn gã, tại sao bản thể của ngươi lại bị phong ấn? Cổ bàn lạnh giọng, liên quan đếch gì đến ngươi? Diệp Quân nghiêm túc nói, nên sửa lại tính tình đi. Cổ bàn lạnh lùng nói, tính tính của ông đây đã như vậy mấy chục triệu năm rồi, không đổi được đâu. Diệp Quân gật gật đầu, không nói thêm nữa. Cổ bàn đột nhiên nói, các ngươi lấy được bảo vật ở dưới lòng đất đúng không? Diệp Quân nói, liên quan gì đến ngươi? Sắc mặt cổ bàn lập tức đen kịt lại. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía cổ bàn, ta thấy ngươi tuy tính tình cáu kỉnh, nhưng tính tình ngay thẳng. Làm người chính trực, ta đây cũng có chút bội phục. Vậy nên ta cho ngươi một lời khuyên,
đừng chọc vào chủ nhân bút đại đạo, tên đó ngươi không động vào được đâu. Cổ bàn cười gắn, ta mà sợ ông ta. Nực cười, quá là nực cười, người trẻ tuổi, tuy rằng mưu mô cũng nhiều, nhưng vẫn tốt hơn tên chủ nhân bút đại đạo kia. Ta cũng cho ngươi một lời khuyên là ngươi nên biết điều khiêm tốn một chút, đừng có lên mặt làm càn như chủ nhân bút đại đạo, loại người như ông ta, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Diệp Quân gật gật đầu, ta đồng ý lời này của ngươi. Cổ bàn âm trầm nói, ta chỉ mong ông ta đừng chết sở đây, đợi bản thể của ông đây thoát ra thì sẽ tóm ông ta lại đánh chết đầu tiên. Diệp Quân có chút ngạc nhiên, nói, mật Phật rốt cuộc là cường giả cấp bậc nào? Nghe vậy, sắc mặt cổ bàn lập tức trở nên dữ tợn, người hỏi lão già kia làm gì? Đệt bà! Diệp Quân nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, sao tự dưng tên này nổi giận đùng đùng vậy? Cổ bàn bình tĩnh nói rồi ngươi cũng không biết. Diệp Quân nói, có thể ta từng nghe qua. Cổ bàn nói, đại khư, từng nghe chưa? Diệp Quân cau mày lại. Cổ bàn khẽ nói, sao ngươi từng nghe qua được? Nói rồi, ánh mắt gã gợn lên từng đợt sóng, như nhớ đến chuyện cũ. Diệp Quân nói, ngươi có hiểu biết nhiều về điểm giao hư chân không? Cổ bàn gật đầu, biết một ít. Nói rồi, gã cười lạnh một tiếng rồi mới tiếp lời, đừng xem chỗ đó thần thánh quá, sinh linh ở đấy chẳng qua là được trời cao ưu ái thôi, chỗ khác thì ta không biết, nhưng đại khư bọn ta không sợ họ. Trong giọng nói gã không hề che giấu sự kiêu ngạo. Được trời cao ưu ái. Diệp Quân im lặng, hắn cũng không biết quá nhiều về chỗ đó, mà hiện tại hắn chỉ có thể tiếp xúc được với hư chân linh, lúc trước còn muốn đến đó dạo thử một vòng, bây giờ xem ra hắn cần phải tăng cao thực lực trước đã. Hiện tại mà đi e là sẽ lại bị đánh. Cổ bàn lại nói, nước cổ thần hẳn là đã xảy ra xung đột với họ. Diệp Quân hỏi, người biết về nước cổ thần nhiều đến mức nào? Cổ bàn lắc đầu, nước cổ thần cách đại khư chúng ta rất xa, không thuộc cùng một nền văn minh, nhưng thật ra ta đã từng nghe đến vị thần quốc chủ của nước cổ thần, người này năm đó được xưng là người đứng đầu chỉ sau điểm giao hư chân. Năm đó ta đến đây để thử sức gã, ai ngờ lại gặp biến cố. Diệp Quân liếc mắt nhìn cổ bàn, không nói gì. Cổ bàn cười lạnh nói, ta biết ngươi đang nghĩ gì, có phải ngươi đang nghĩ ta mạnh như vậy mà tại sao lại bị trấn áp giam giữ đúng không? Ta cũng lười giải thích, chờ bản thể ta ra rồi thì ngươi sẽ biết được cái gì gọi là vượt quá nhận thức. Diệp Quân. Một lát sau, Diệp Quân nói, phải làm sao ngươi mới ra ngoài được? Cổ bàn lạnh nhạt nói, một cái đế khí là đủ. Diệp Quân nói, ta có sông đại đạo. Cổ bàn đáp ngay, không muốn. Diệp Quân nhìn về phía cổ bàn, ta cũng đã nói cho ngươi đâu. Nếu như người này sau khi thoát ra sẽ lập tức túm chủ nhân bút đại đạo đánh ngay thì hắn không ngại giúp đối phương, nhưng hắn sợ tên này thoát ra còn đánh luôn cả hắn. Hiện tại hắn chắc chắn không đánh lại gã. Cổ bàn lạnh lùng nói, sông đại đạo của ngươi có vấn đề. Diệp Quân nói, có vấn đề gì? Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân cùng cổ bàn đều thấy hơi kỳ lạ, tên này đang làm gì vậy? Chủ nhân bút đại đạo còn ở đó quơ pháp trưởng khiêu khích. Cổ bàn nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, trầm giọng nói, tên này có âm mưu. Nói xong, ánh mắt của gã rơi vào pháp trưởng màu đen ở trong tay của chủ nhân bút đại đạo, tạo hình của pháp trưởng đó có chút kỳ lạ, phía trên đầy những tấm bùa kỳ lạ hơn nữa tỏa ra ánh sáng lập lòe, vừa nhìn đã biết không phải là vật âm thường. Cổ bàn lại nói, tên này muốn thu hút chúng ta qua đó. Diệp Quân nói, vậy thì qua đó. Nói xong, hắn đi về phía gò núi. Cổ bàn hơi ngẩn ra, gã do dự một chút sau đó đi theo. Trong lòng hắn tuy có chút hiếu kỳ với hành động của Diệp Quân nhưng không hỏi. Diệp Quân chủ động giải thích, sở dĩ ông ta làm như vậy bề ngoài là thu hút chúng ta qua đó thực tế có lẽ ông ta sợ chúng ta qua đó. Cổ bàn lập tức hiểu ngay, ông ta đang lạt mềm buộc chặt. Hành động ngược. Lại, Diệp Quân gật đầu. Cổ bàn quay đầu nhìn Diệp Quân, nếu lỡ như ông ta thật sự muốn chúng ta qua đó thì sao? Ở nơi xa sự kiêu ngạo trên mặt của chủ nhân bút đại đạo đó dần mất đi khi nhìn thấy Diệp Quân hai người đi về phía gò núi. Đột nhiên, tốc độ của Diệp Quân và cổ bàn tăng cao. Chủ nhân bút đại đạo nheo mắt lại, quay người bỏ chạy. Nhìn thấy cảnh tượng này. Cổ bàn biết tên này cố ý làm ra vẻ huyền bí, lập tức nhảy lên nhanh chóng đi về phía chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân cũng tăng nhanh tốc độ, nhưng không biết cố ý hay vô tình mà hắn chậm hơn cổ bàn nửa nhịp,
Rất nhanh hai người đã đến đỉnh gò núi, trên đỉnh gò núi có một ngôi mộ, tay của chủ nhân bút đại đạo cầm pháp trượng ngồi ở trước mộ thần bí niệm gì đó. Mà lúc này Diệp Quân cùng Cổ Bàn đã xông qua đó. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên chỉ vào bia mộ ở trước ngôi mộ, mời. Giọng nói vừa dứt, bia mộ đột nhiên run kịch liệt, tiếp đến một ánh sáng mờ từ trong đó tỏa ra ngoài, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt của Diệp Quân hai người, chính xác mà nói là trước mặt Diệp Quân bởi vì tốc độ của gã nhanh nhất, ở ngay phía trước nhất. Biến cố đột ngột đến khiến cho sắc mặt của Cổ Bàn đột nhiên thay đổi, gã đánh một cú đấm mạnh ra. Bùm! Ánh sáng mờ đó trực tiếp đánh bay Cổ Bàn ra ngoài, bay đến dưới chân núi ở nơi xa. Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn về phía sau chủ nhân bút đại đạo, ở đó có một linh hồn đang trôi nổi, linh hồn đó giống như u linh, khí tức rất kỳ lạ đứng sánh vai cùng với chủ nhân bút đại đạo. Nhìn thấy linh hồn đó, Diệp Quân nhíu mày lại. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Cổ Bàn bay ra ngoài đó một cái, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, Diệp Quân, cậu cho rằng ta đang cáo mượn oai hùng. Ừ. Nói xong, ông ta gõ nhẹ pháp trượng trong tay, nụ cười dần dần thay đổi, Minh huynh, ra tay. Nghe thấy lời của chủ nhân bút đại đạo, u linh đó đột nhiên phất tay áo lên, ba viên ám cầu trong chốc lát bay về phía Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân ở nơi xa, Minh huynh có chỗ không biết, người này rất nhiều át chủ bài, sức chiến đấu không thể thảo luận theo lẽ thường. Hư ảnh đó nói. Thật sự có chút hiêu nghiệt, huyết mạch này của hắn. Chủ nhân bút đại đạo nói, huyết mạch này đến từ ông nội, cha của cậu ta. Cũng chỉ như vậy còn không bằng Minh huynh. Sau khi hư ảnh đó im lặng một lúc, nói, đạo huynh, chỉ là cơ thể này của ta bị phong ấn, không phải não bị phong ấn. Chủ nhân bút đại đạo. Hư ảnh đó nhìn Diệp Quân ở nơi xa, thật không dám giấu, ta tuy chỉ là thần pháp sư không phải thuật sư nhưng cũng từng nghiên cứu thuật đạo. Huyết mạch của người này không tầm thường như vậy theo lý mà nói mệnh cách có lẽ nên vô cùng đáng sợ mới đúng, nhưng kỳ lạ là mệnh cách của người này lại không có chỗ nào đặc biệt. Chẳng qua có hai loại khả năng, thứ nhất là có người cố ý che giấu mệnh cách của hắn, thứ hai là bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt mà mệnh. Cách của người này đã không hiển ra, người ngoài không thể thất. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đúng không? Đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Sắc mặt trầm thấp. Hư ảnh đó tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ta thông qua mệnh thuật suy đoán người này lại phát hiện số mệnh của người này lại là vô định số. Đạo huynh, huynh giúp ta phá phong ấn khiến cho linh hồn của ta được trốn ta rất cảm kích huynh cũng hứa với huynh sẽ giúp huynh nhưng người này. Ta không thể chống đối thêm nữa, mong huynh hiểu cho. Chủ nhân bút đại đạo không ngờ tới, tên này vậy mà còn biết một chút thuật pháp. Thuật pháp là một loại đại đạo vô cùng cổ xưa. Vũ trụ này không có chỉ là nơi điểm giao hư chân mới có, mà cho dù ở nơi đó cũng chỉ có cực ít người mới biết. Đương nhiên cho dù là thuật pháp cũng không thể nào suy diễn chuẩn được số mệnh của Diệp Quân. Nhưng chính vì như vậy, lúc này mới càng đáng sợ. Thuật pháp lợi hại như vậy cũng không có cách suy diễn số mệnh. Điều đó nghĩa là gì? Chủ nhân bút đại đạo biết muốn để cho tên này tiếp tục ra tay với Diệp Quân là không thể nào rồi. Lúc này hư ảnh đó lại nói, đạo huynh, dựa theo ước định của chúng ta sau khi ta ra ngoài giúp đỡ huynh nhưng thành thật xin lỗi ta không ngờ kẻ thù của huynh lại mạnh đến như vậy. Đây không phải ta đủ khả năng làm được, ta muốn đổi điều kiện huynh xem thử được không, ta theo bên cạnh huynh, khi huynh có nguy hiểm ta sẽ giúp đỡ huynh nếu như huynh không có nguy hiểm ta sẽ không ra tay. Nếu như huynh có thể chấp nhận ta sẽ theo bên cạnh huynh, nếu như không thể chấp nhận. Vậy thì ta chạy đây. Sắc mặt của chủ nhân bút đại đạo đột nhiên tối sầm lại, tên này ngay thẳng đấy, nhưng không nhiều. Hư ảnh nhìn chủ nhân bút đại đạo, đợi ông ta trả lời, hư ảnh muốn thoát ra nhưng không muốn chết. Hơn nữa chủ nhân bút đại đạo gài bẫy hư ảnh trước, vì vậy đối với việc hủy định ước, về tình về lý về đạo đức, hư ảnh đều không áy náy. Chủ nhân bút đại đạo hiển nhiên cũng hiểu ý đồ thật sự của hư ảnh, sau khi ông ta im lặng một lúc, nói, được. Ông ta không có lựa chọn. Bởi vì Diệp Quân có thể trở về từ nơi sâu trong lòng đất đó thì đồng nghĩa với việc hắn ở nơi đó chắc chắn có được cuộc gặp gỡ nào đó cũng chính là nói bây giờ Diệp Quân chắc chắn có lá bài lợi hại nào đó, hơn nữa lá bài này trước mắt bây giờ ông ta không thể đỡ được. Vì vậy, ông ta cần linh hồn thần bí ở trong ngôi mộ này giúp đỡ. Nghe được lời của chủ nhân bút đại đạo, linh hồn thần bí kia gật đầu, nói,
Được, ra nơi này rồi hai chúng ta sẽ không nợ nhau. Nói xong, linh hồn thần bí hóa thành một ánh sáng mờ nhạt ở trên người chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân đang bò lên từ phía xa, ông ta đi đến trước mặt Diệp Quân, cười nói, đồ ngốc, hôm nay ta tha cho cậu một mạng. Diệp Quân lau máu tươi ở khóe miệng, hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo, hắn đang do dự có cần dùng thuật khôi âm để giết chết tên này không? Có 5 phần chắc chắn. Hiển nhiên chủ nhân bút đại đạo cũng nhìn ra ý đồ của hắn, cười nói, ta biết cậu ở nơi đó có được cuộc gặp bất ngờ, bây giờ có lá bài lớn mạnh, nhưng nếu như cậu cảm thấy có thể giết ta, vậy thì cậu có thể thử. Nói xong, ông ta nhìn xung quanh sau đó nói, nơi này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của chúng ta, nếu như chúng ta đại chiến chắc chắn sẽ khiến cho sinh linh khác dòm ngó, kết quả cả hai đều bại thì sẽ có lợi cho người khác, cậu có thể suy nghĩ kỹ. Diệp Quân lắc đầu, ta không có lá bài gì, đa tạ ông đã tha ta một mạng, sau này ta sẽ báo đáp ông. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân, cút. Bản thể. Diệp Quân lắc đầu, tên này sắp bị chủ nhân bút đại đạo ép cho phát điên rồi. Thế nhưng đó cũng là chuyện bình thường thôi, khi tên này mới vừa bước ra cũng suýt chút nữa đã khiến chủ nhân bút đại đạo phát điên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo tức suýt hộc máu như vậy. Đối mặt với sự đe dọa của cổ bàn, chủ nhân bút đại đạo nhàn nhạt liếc gã, ta sợ quá đi. Thấy chủ nhân bút đại đạo khinh thường mình như vậy, cổ bàn giận sôi nhưng vẫn nhịn lại được. Chuyện nhỏ mà còn không nhịn được thì chuyện lớn sẽ thế nào? Không sao cả, chỉ cần bản thể của gã lộ ra thì tất cả chỉ là muỗi. Nghĩ vậy, lòng gã lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Thấy cổ bàn không mở miệng đáp thêm lời nào, chủ nhân bút đại đạo cũng không chế nhạo gã nữa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, đồ ngốc, đi qua bên phải mấy trăm dặm có một di tích chiến cổ, có muốn đi không? Diệp Quân nói, đi chứ, sao lại không? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không sợ ta lừa cậu sao? Diệp Quân nói, tiền bối đâu phải là người như vậy. Chủ nhân bút đại đạo ha ha cười phá lên, ông ta cũng không nói thêm gì nữa mà quay người đi về phía nơi xa. Diệp Quân liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo một cái rồi đi theo. Cổ bàn do dự một lúc, sau đó cũng đi theo. Dù đi theo hai con người thiển cận này là nguy hiểm nhưng không đi theo họ thì lại còn nguy hiểm hơn. Nếu như bản thể của gã ở đây, tất nhiên không phải sợ gì có thể quét sạch mọi thứ nhưng với tình trạng hiện tại. Gã ở đây không khác gì một tên gà mờ yếu. Rõ ràng là không thể nào. Chỉ có một lời giải thích, đó là người nhà của tên này đã đến. Nghĩ vậy, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lạnh dần, ông ta mở mắt ra hỏi lại, Diệp Quân, cậu chắc là cậu không gọi ai sao? Diệp Quân quả quyết nói, không có. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nghiêm túc nói, ta thật sự không gọi ai. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Quân, vậy cậu giải thích xem tại sao ngụy thần kia đột nhiên biến mất. Cậu đừng nói với ta là cậu đã tiện tay xử lý rồi. Diệp Quân nói, ngụy thần rất tốt, không chỉ truyền thừa cho ta mà còn cho. Ta đồ vật của ông ta rất cảm động. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói lời nào. Diệp Quân nói, nếu ta thật sự phạm quy, còn không bằng kêu cha ta xử lý ông nói xem. Chủ nhân bút đại đạo thu lại ánh mắt, Diệp Quân, mặc kệ cậu dùng cách gì giải quyết ngụy thần. Chỉ là ta muốn nói cho cậu biết rằng nếu cậu muốn vượt qua cha mình thì hãy dựa vào khả năng của chính cậu. Cậu gọi một lần cũng là một nguyên nhân, hậu quả sau này sẽ không nuốt trôi đâu. Diệp Quân gật đầu, cảm tạ tiền bối đã nhắc nhở. Cổ bàn chợt xen ngang, chủ nhân bút đại đạo, ông thật là không biết xấu hổ, ông đi cầu cứu khắp nơi mà lại không cho người ta đi cầu cứu, mặt còn dày hơn tường thành đấy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cổ bàn, người biết tại sao mà người bị nhốt không? Cổ bàn vừa định nói thì chủ nhân bút đại đạo lại nói. Người như ông có thể sống và trưởng thành thì đúng là kỳ tích đấy. Thực sự, ta không có ý xúc phạm ông, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cổ bàn cũng không tức giận, đợi bản thể ta lộ ra, thì ta cũng hy vọng ông sẽ nói lại lời này lần nữa. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn gã một cái rồi nói, vậy thì chờ bản thể của ngươi ra đi rồi nói còn bây giờ thì câm miệng đi, hiểu chưa? Cổ bàn tức giận cười nói, ông chờ đấy, sông có lúc người có khúc. Đến lúc đó ta sẽ làm ông muốn khóc cũng không khóc được. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, được, ta đợi. Diệp Quân nhìn cổ bàn rồi nói,
giận làm gì, miệng ông ta không được thơm lắm. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Quân đột nhiên nói, chủ nhân Bút Đại Đạo, ông biết tại sao nơi này xảy ra trận đại chiến không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, biết, nhưng không muốn nói. Diệp Quân nói, ông biết Ngụy Thần chết thế nào không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân bình tĩnh nói, không muốn nói. Chủ nhân Bút Đại Đạo. Cổ Bàn ở phía sau nhìn bọn họ không nói lời nào. Bởi vì vừa rồi giao lưu không vui vẻ, nên trên đường đi Diệp Quân và chủ nhân Bút Đại Đạo cũng không nói gì nữa. Mà Cổ Bàn kia thì lại càng không nói gì, bởi vì Diệp Quân và chủ nhân Bút Đại Đạo đều không muốn nói chuyện với gã. Ba người cứ bước đi, màu trời dần dần tối sầm xuống khiến ba người phải tăng tốc độ bước chân. Ở nơi này, sau khi trời tối, bốn bề đều có lộ ra một cảm giác khủng bố. Không biết qua bao lâu, ba người đột nhiên dừng lại, phía trước mấy trăm thước có một đầm lầy mà trong đầm lầy đó có một chút ánh sáng màu xanh lá cây giống như mấy con đom đóm đang bay lơ lửng. Linh hồn thần bí trên người chủ nhân Bút Đại Đạo ngạc nhiên nói, vùng đất hồn tức. Sao lại ở đây? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, vùng đất hồn tức. Giọng nói bí ẩn nói, là nơi năm đó hồn thần ngã xuống, nơi hắn chết đã biến thành vùng đất hồn tức. Nhưng ta nhớ là nơi hắn ngã xuống cũng không phải nơi này, hồn tức nơi này. Không xong, vùng đất hồn tức này đã có linh trí riêng rồi. Giọng nói bí ẩn còn chưa nói xong thì chủ nhân Bút Đại Đạo và Diệp Quân đã quay người bỏ chạy. Cổ Bàn hơi chậm một nhịp nhưng rất nhanh đã tỉnh táo và quay người chạy đi. Giọng nói bí ẩn nói, vị thần hồn này là một vị chuyên tu luyện thần hồn cấp cao nhất, mà hắn có một loại thần thông đó là thuật phệ hồn cũng tức là nuốt chửng linh hồn. Thuật phệ hồn của hắn không chỉ đơn giản là nuốt chửng linh hồn, mà còn là trong khi nuốt chửng linh hồn còn có thể nuốt thẳng tu vi của đối phương, biến thành sức mạnh của mình. Vì thế, lúc đó thần hồn này cũng được xếp vào hàng ngũ ác thần. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn ra đầm lầy ở phía xa, vùng đất hồn tức. Nơi hồn thần ngã xuống, hắn ngã xuống đây là vì linh trí của mình. Giọng nói bí ẩn nói, đúng vậy. Bỗng Diệp Quân nói, chúng ta cũng nuốt chửng nó được, đúng không? Chủ nhân Bút Đại Đạo và Cổ Bàn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân. Giọng nói bí ẩn nói, trên lý thuyết thì có thể, nhưng thứ lỗi cho ta nói thẳng, ba người các ngươi bây giờ không phải là đối thủ của nó. Diệp Quân nói, linh hồn của ba người chúng ta hẳn là không mạnh như vậy, có lẽ mục tiêu thật sự của người này là ngươi đấy. Giọng nói bí ẩn. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, chia nhau chạy. Nó theo ai thì người đó xui. Nói xong, hắn quay người bỏ chạy ngay. Chủ nhân Bút Đại Đạo thấy vậy, nheo mắt, nghĩ cũng không kịp nghĩ là đã chạy theo Diệp Quân. Cổ Bàn do dự một lúc rồi cũng đi theo. Thấy chủ nhân Bút Đại Đạo chạy theo, sắc mặt Diệp Quân chợt tối sầm lại, bởi vì hắn phát hiện ra vùng đất hồn tức kia lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Mục tiêu của vùng đất hồn tức này chắc chắn là kẻ bí ẩn kia. Chủ nhân Bút Đại Đạo trầm giọng nói, Diệp Quân, lúc này chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, cậu thấy thế nào? Diệp Quân không nói gì, bởi vì hắn biết mình không thể thoát khỏi người này. Lúc này, ánh sáng mờ ảo của vùng đất hồn tức kia bỗng nhiên khẽ run lên, sau đó tất cả chúng bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Diệp Quân nói, để người bí ẩn bên cạnh ông ra tay, nhanh lên. Chủ nhân Bút Đại Đạo do dự một chút, sau đó nói, Minh Huynh. Linh hồn bí ẩn nói, không được, ta là hồn thể. Ta càng tấn công thì sức mạnh của nó càng mạnh. Chủ nhân Bút Đại Đạo quay đầu nhìn Diệp Quân, lấy át chủ bài của cậu ra đi. Nhìn thấy chủ nhân Bút Đại Đạo như vậy thì Cổ Bàn kia lập tức nổi đoá, muốn động thủ, nhưng đúng lúc này, mảng ánh sáng u ám của ở phía xa xa kia đã ngưng tụ thành một linh hồn. Linh hồn cực kỳ khủng bố. Sắc mặt của cả ba người đều thay đổi. Diệp Quân cũng có vẻ mặt căng thẳng, linh hồn này thật sự là có hơi khủng bố. Đối phương vừa mới ngưng tụ lại thì trong không gian thiên địa đã tràn ngập toàn sức mạnh linh hồn, khí tức này đã vượt xa cảnh giới gần 7 phần chân. Hơn nữa, khí tức còn đang trở nên càng ngày càng mạnh hơn. Ba người không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Đây tuyệt đối là thứ mà bây giờ bọn họ không đánh lại được. Tuy rằng thực lực của cường giả thần bí trên người chủ nhân Bút Đại Đạo Bút rất mạnh, nhưng đối phương đúng lúc lại có khắc chế linh hồn. Ba người không có một chút phần thắng nào. Cổ Bàn chạy theo một hướng, mà chủ nhân Bút Đại Đạo thì đi theo sát Diệp Quân, bởi vì ông ta biết,
mục tiêu của thể linh hồn kia rất có khả năng là cường giả thần bí trên người ông ta, chỉ có đi theo Diệp Quân, mới có thể kéo Diệp Quân xuống nước theo mình được. Nhưng mà, ông ta đã đoán sai rồi. Người mà thể linh hồn kia đuổi theo không phải ông ta và Diệp Quân, mà là Cổ Bàn. Nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt Cổ Bàn đang ở phía xa lập tức thay đổi, mẹ nó, cái quái gì vậy? Mà Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều ngây ngẩn cả người. Mục tiêu của người này lại là Cổ Bàn. Chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân đứng yên tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Cổ Bàn tuy rằng chạy rất nhanh, nhưng tốc độ của gã lại kém xa khi so với thể linh hồn kia, trong nháy mắt đã bị vây tại chỗ. Cổ Bàn nhìn chằm chằm vào thể linh hồn kia, người muốn làm gì? Nhưng đang cười thì đột nhiên biểu cảm của ông ta cứng đờ. Bởi vì thể linh hồn kia vẫn chưa cắn nuốt linh hồn của Cổ Bàn, ngược lại, sau khi thể linh hồn kia nhập thể, khí tức của Cổ Bàn lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày. Lúc này, linh hồn thần bí đang bám vào trên người ông ta nói, không đúng, mục đích của cái vùng đất hồn tức kia không phải muốn hấp thụ gã, mà là muốn bám vào trên người gã. Chủ nhân bút đại đạo sửng sốt, giống như ngươi. Linh hồn thần bí nói, đúng, các ngươi đều là người ngoại lai, không chịu sự ảnh hưởng của phong ấn của nơi này, bởi vậy, vùng đất hồn tức kia muốn rời khỏi nơi này thì chỉ có thể dựa vào người bên ngoài thì mới ra ngoài được. Chủ nhân bút đại đạo trầm giọng nói, vậy tại sao ông ta lại chọn tên này? Linh hồn thần bí nói, tên kia tu phệ linh đạo, mà phệ linh đạo này cũng bắt nguồn từ điểm giao hư chân. Đại đạo bút chủ nhân nhìn chằm chằm vào Cổ Bàn, ý của ngươi là, gã có thể có một chút liên quan đến hồn thần kia. Linh hồn thần bí nói, khó mà nói. Lúc này, khí tức của tên Cổ Bàn kia đã càng ngày càng mạnh. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, ông ta muốn đánh ông. Chủ nhân bút đại đạo cười nhạo, ta sợ gã à. Lúc này, hai con mắt của tên Cổ Bàn đang ở phía xa xa kia mở lớn, nơi sâu thẳm trong mắt gã có hai vòng xoáy màu đen tuyền. Ánh mắt của Cổ Bàn rơi vào trên người chủ nhân bút đại đạo trước, chủ nhân bút đại đạo lại không chút sợ hãi, nhàn nhạt nhìn gã. Diệp Quân nhìn hai người, chủ động lui sang một bên, chuẩn bị nhường lại chiến trường cho hai người. Đánh đi, đánh đi, trong lòng Diệp Quân hét lên điên cuồng. Cổ Bàn cũng không động thủ, gã thu hồi lại ánh mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía bên phải, không nói gì, gã cứ vậy mà đi về phía bên phải. Linh hồn thần bí bám vào chủ nhân bút đại đạo N, chủ nhân bút đại đạo nghi hoặc, tại sao? Lúc này, Cổ Bàn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo, chia nhau. Chủ nhân bút đại đạo không nói lời nào. Diệp Quân nói, được được. Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quân một cái, sau đó nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, Diệp Quân cũng nhìn về phía gã, nếu chủ nhân bút đại đạo không đồng ý thì bọn họ sẽ liên thủ giết chết chủ nhân bút đại đạo trước. Chủ nhân bút đại đạo đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, ông ta gật gật đầu, được. Cổ Bàn thu hồi ánh mắt, gã bước về phía trước một bước, khi vừa đặt chân xuống, vũng máu trên mặt đất phía xa xa kia đột nhiên nhúc nhích, ngay sau đó, những vũng máu kia đột nhiên tụ thành một kỵ sĩ huyết diễm, kỵ sĩ huyết diễm kia toàn thân đều là màu máu đỏ tươi, trên cơ thể mặc một chiếc giáp màu đỏ. Như máu, tay phải cầm một thanh kiếm lớn, tay trái cầm một tấm khiên máu cực lớn, cảm giác cực kỳ áp bách. Linh hồn thần bí nói, kỵ sĩ huyết diễm, tùy tùng năm đó của hồn thần đã ngã xuống, nhưng nó lại không hề ngã xuống. Nhưng xem ra, cũng không phải đang ở trạng thái đỉnh cao. Cổ Bàn đột nhiên nói, cùng ra tay đi. Diệp Quân nói, được được. Chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn đồng thời quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân nghiêm túc nói, ta không có ý kiến gì cả. Cổ Bàn nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trước tiên chúng ta giết tên kỵ sĩ huyết diễm này trước, về phần cuối cùng ai có thể có được hồn linh này, phải xem bản lĩnh của người đó. Diệp Quân nói, được. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên cười nói, được thôi. Ba người đều có sự tự tin của riêng mình. Bởi vì cả ba người đều có át chủ bài. Nhưng vào đúng lúc này, tên kỵ sĩ huyết diễm kia đột nhiên tung người nhảy lên. Cầm thanh kiếm lớn trong tay mạnh mẽ chém về phía ba người họ. Đùng đoàng. Mấy người Diệp Quân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Diệp Quân liên tục thối lui, có Khôi Âm trợ giúp thì hắn mới nhanh chóng dừng lại được. Hắn quay đầu nhìn về phía Khôi Âm, cánh tay của Khôi Âm đã xuất hiện. Vết rạn,
hắn lại nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo và cổ bàn, lúc này vẻ mặt hai người này cũng vô cùng nghiêm trọng. Sau một kiếm của kỵ sĩ huyết diễm đánh bay đám người Diệp Quân ra thì vẫn chưa dừng lại, mà tung người nhảy lên, lại cầm thanh kiếm lớn trong tay hung hăng nện xuống ba người Diệp Quân thêm lần nữa. Đập một cái, thời không bốn phía đều run lên kịch liệt. Cổ bàn đột nhiên nói, không nên nương tay. Dứt lời, gã xông về phía trước, trong phút chốc vô số hồn quang nổi lên, đối diện với tên kỵ sĩ huyết diễm kia. Cường giả thần bí trên người chủ nhân bút đại đạo cũng hóa thành một trụ sấm đánh về phía tên huyết diễm lần nữa. Khôi âm dưới sự điều khiển của Diệp Quân, thân hình rung lên, phi thẳng chỗ của kỵ sĩ huyết diễm. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều không ra tay, bởi vì cứu chiến đấu với cấp bậc này, hai người bọn họ cũng không giúp được gì. Rất nhanh, đại chiến bắt đầu. Ba cường giả cảnh giới gần 7 phần chân vây quanh tấn công tên kỵ sĩ huyết diễm kia, nhưng mà, lại không thể làm gì được tên kỵ sĩ huyết diễm, sức mạnh của bọn họ dùng ở trên người nó, đều bị tấm khiên trong tay nó ngăn cản lại. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đột nhiên đồng thời nhìn về phía hồn linh đang ở phía xa xa, hai người lại đồng thời chạy về phía của hồn linh kia. Mà đúng lúc này, tên kỵ sĩ huyết diễm kia đột nhiên giống giận, tay trái cầm tấm khiên mạnh mẽ đi về phía trước, khôi âm, linh hồn thần bí, cổ bàn trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, nó mạnh mẽ xoay người một cái, một kiếm hung hăng đập về phía chủ nhân bút đại đạo và Diệp Quân đang chạy về phía hồn linh kia. Kiếm còn chưa đánh tới, hai người đã cảm nhận được một cỗ cảm giác cực kỳ áp bức. Hai người quyết đoán từ bỏ hồn linh kia, thân hình run lên, lùi về phía sau. Phanh! Thanh kiếm lớn chém vào không khí, rơi xuống đất, thiên địa rung lên kịch liệt. Tên kỵ sĩ huyết diễm kia đưa tay ra, thanh kiếm lớn đã trực tiếp bay trở lại về trong tay, hắn ta xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Quân, trong mắt như có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Vẻ mặt của Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo bút ngưng trọng lại, thực lực của tên kỵ sĩ huyết diễm này thật sự đã vượt quá dự đoán của bọn họ. Tên kỵ sĩ huyết diễm kia không ra tay nữa, hắn ta đứng ở nơi đó giống như một ngọn núi, không thể lay động được. Chủ nhân bút đại đạo cảm thấy thật là tức cười. Thằng danh chuyên phản bội này lại dám có ý nghĩ như vậy. Đúng là đang nằm mơ hão huyền. Nhưng mà, cổ bàn lại đột nhiên nói, tin tưởng ngươi. Ngươi tu đạo trật tự. Diệp Quân vội vàng gật đầu, đúng vậy. Mục tiêu thật sự của hắn không phải là chủ nhân bút đại đạo, mà là cổ bàn, bởi vì hắn biết chủ nhân bút đại đạo không thể nào tin tưởng hẳn được. Nhưng cái tên cổ bàn này lại rất có bản lĩnh. Bởi vì gã rất để ý đến hồn linh kia, mà chỉ cần cổ bàn này tin tưởng hắn, hắn sẽ giết chết tên chủ nhân bút đại đạo này ngay. Lúc đó hắn đã nắm chắc được phần thắng, cổ bàn có hơi động tâm. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, cổ bàn, chỉ cần ngươi tin tưởng hắn, thực lực của hắn có thể đạt được mức độ cực kỳ lớn mạnh, hơn nữa còn có thêm người giấy trong tay hắn kia nữa. Đến khi đó, cứ coi như là ngươi đã có được hồn linh. Cuối cùng cũng sẽ để cho hắn trục lợi, hơn nữa tên nhóc này còn dám lấy một con người giấy ra, có nghĩa là hắn chắc chắn không chỉ có một người gì. Sắc mặt cổ bàn trầm xuống. Gã rất ghét chủ nhân bút đại đạo, nhưng cũng giống như những điều mà ông ta vừa nói, gã cũng không dám giúp đỡ Diệp Quân giết chết chủ nhân bút đại đạo. Đơn giản thôi, nếu như giết chết chủ nhân bút đại đạo, như vậy thì tên Diệp Quân này sẽ không còn đối thủ. Khi đó, gã sẽ không có quyền lên tiếng nữa. Mà bây giờ, hai người này đang kiềm chế lẫn nhau, như vậy thì gã sẽ có quyền lên tiếng, cũng có quyền được lựa chọn, bất kể là chủ nhân bút đại đạo hay là Diệp Quân, cũng đều không dám tùy tiện nhằm vào gã. Nhìn thấy cổ bàn im lặng, Diệp Quân đương nhiên biết được gã đang nghĩ gì, người này không hề ngu xuẩn, ngược lại còn rất khôn khéo. Đương nhiên gã như vậy cũng bình thường thôi, cường giả ở cấp bậc này rồi không thể ngu dốt được, nếu là kẻ ngu đần thì đã không thể tu luyện được tới trình độ này. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, hơn nữa, cho dù ngươi có tin tưởng hắn, hắn cũng không chắc có thể đánh thắng được tên kỵ sĩ huyết diễm kia. Vừa rồi chúng ta lấy 3-1, tên kỵ sĩ huyết diễm kia không hề sức sát gì, ngược lại còn có thể áp chế chúng ta. Điều này đủ chứng minh khả năng chiến đấu đã đạt đến được cảnh giới gần 7 phần chân. Linh hồn thần bí nói, thần ở chỗ điểm giao hư chân chỉ là một cách nói, chỉ cần có thể vượt qua giới ngoại, cũng chính là nhập chân. Là có thể thành lập lên một con đường cho riêng mình, có thể tự xưng là thần. Tất nhiên, muốn làm được như vậy rất khó. Diệp Quân nói, ngươi không làm được.
Linh hồn thần bí cười nói, ta còn thiếu một chút nữa. Diệp Quân có chút tò mò nói, điểm giao hư chân có bao nhiêu loại, thần như thế này. Linh hồn thần bí nói, câu hỏi của ngươi làm khó ta rồi. Diệp Quân có chút nghi hoặc, ngươi không biết. Linh hồn thần bí nói, điểm giao hư chân, rất lớn, hơn nữa, thời không nơi đó do có một số nguyên nhân đặc biệt nên cực kỳ phức tạp. Diệp Quân lại hỏi, tại sao các ngươi lại tới đây? Linh hồn bí ẩn lần này im lặng, Diệp Quân thấy thế cũng không hỏi nhiều. Cổ Bàn cười lạnh, đến những nơi như thế này, đơn giản chính là muốn cướp bóc. Linh hồn thần bí nói, là vì cướp bóc, nhưng mà, cũng không phải vì cướp bóc tài nguyên của hư thế giới này, mà là vì cướp bóc một món thần vật vốn dĩ đang thuộc về nơi điểm giao hư chân. Diệp Quân tò mò hỏi, thần vật thần bí. Linh hồn thần bí nói, ừ, không muốn nói nhiều. Diệp Quân cũng không hỏi lại, hắn nhìn khắp bốn phía xung quanh, đối với trận đại chiến năm đó, hắn rất tò mò, từ trong lời nói của linh hồn thần bí này, hắn đã biết được một ít tin tức, rõ ràng năm đó có vô số cường giả thần, kéo đến hư thế giới, đánh nhau với nước cổ thần vì món thần vật kia. Mà xem xét từ tình hình tại, nước cổ thần tuy rằng đã bị diệt vong, nhưng những người gọi là thần kia hình như cũng đã phải chịu thiệt rất lớn. Nước cổ thần mạnh như vậy. Bởi vì bình thường luôn là nền văn minh cấp cao thôn tính nền văn minh cấp thấp, mà thời không nơi đây rõ ràng kém hơn điểm giao hư chân kia nhiều. Diệp Quân nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, người này chắc chắn biết một số tin tức gì đó. Chủ nhân bút đại đạo và Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quân một cái, người này rất không thành thật. Cường giả thần bí lại nói, Diệp công tử rất không đơn giản, vị nguy thần này không chỉ có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà trí mưu cũng cực kỳ đỉnh cao. Trận đại chiến năm đó, gã dựa vào mưu trí của mình để trở thành người sống sót cuối cùng, cũng là một trong số ít thần còn sống sót, mà Diệp công tử lại có thể có được truyền thừa của gã. Thật sự là không đơn giản. Diệp Quân cười nói, nhờ nguy thần tiền bối coi trọng. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên nói, tên ngốc, ngươi đừng giả bộ nữa, tên nguy thần kia đã chết ở trong tay ngươi đúng không? Không đúng, ngươi không có đủ thực lực để giết chết gã. Nếu như ta không đoán nhầm thì gã đã chết dưới. Nói đến đây, ông ta lại đột nhiên ngừng lại, không có nói tiếp. Diệp Quân cười nói, chủ nhân bút đại đạo, ta biết, ông vẫn luôn cảm thấy là A đang gọi người, nhưng ta có thể nói cho ông biết, ta quả thật không có gọi người đến, về phần tin hay không thì tùy ông, nhưng nếu như ông không tin thì chúng ta sẽ bỏ vụ tranh đấu này đi. Hai mắt của chủ nhân bút đại đạo híp lại, bỏ tranh đấu. Ông ta biết. Nếu như ông ta bỏ tranh đấu thì chắc chắn tên nhóc này sẽ không còn ràng buộc nào cả. Ông ta không hề hoài nghi việc tên này sẽ gọi người nhà đến chém chết mình ngay tức khắc. Sau khi chủ nhân bút đại đạo cân nhắc xong xuôi, ông ta nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, ta tin ngươi, Diệp Quân ngươi sao có thể chủ động gọi người chứ? Nếu như ta không đoán sai thì nguy thần kia chắc là đã bị ngươi gài bẫy, lại không có đầu óc mà lại chủ động đi trêu chọc người nhà của ngươi, đúng không? Diệp Quân không nói lời nào. Chủ nhân bút đại đạo thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nói, ngươi còn ác độc hơn cha mình, cha ngươi chỉ là tự mình lừa dối chính mình, nhưng ngươi thì sao? Đúng là không có lần nào ngươi gọi người, nhưng luôn có cách khiến kẻ địch chủ động chọc vào người nhà ngươi. Như vậy thì lương tâm của ngươi sẽ không cắn rứt chứ gì. Dù sao, người không phải do ngươi gọi đến, là kẻ thù của ngươi chủ động trêu chọc. Điều này vừa giải quyết được phiền toái, lại có thể yên tâm sống tiếp. Không có tâm ma trong lòng. Nói đến đây, ông ta nở nụ cười, như vậy chứ gì? Diệp Quân bình tĩnh nói, chủ nhân bút đại đạo, ông muốn phá đạo tâm của A à? Ha ha! Ức hiếp người quá đáng. Lần này Cổ Bàn không thể nhịn được nữa, sau khi cơ thể bị cháy đã đánh thẳng một quyền qua chủ nhân bút đại đạo. Hiển nhiên là chủ nhân bút đại đạo đã chuẩn bị từ lâu nên đã giơ tay đáp lại một quyền. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân ở bên cạnh liên tục vỗ tay, hay, hay, hay. Khi sức mạnh của Cổ Bàn và chủ nhân bút đại đạo va chạm nhau đã tạo ra một làn sóng xung kích với sức mạnh bùng nổ khủng khiếp, khiến cả hai lảo đảo lùi lại phía sau. Ánh mắt Diệp Quân rơi vào trên người chủ nhân bút đại đạo, hắn đang chuẩn bị ra tay, lúc này thể linh hồn của người kia trên người chủ nhân bút đại đạo đang cúi người ghì chặt hắn lại. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Sau khi một hồi đối đầu của Cổ Bàn và chủ nhân bút đại đạo, cả hai đều không thể làm gì được đối phương nhưng lại thu hút được rất nhiều cường giả nhìn ngó.
thế nên cả hai đều dừng lại. Cổ Bàn liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt lại rơi vào trên người của chủ nhân bút đại đạo rồi cười khẩy, ông sợ người nhà hắn vậy sao? Nếu là ta thì ta cũng không nhịn nổi. Châm dầu vào lửa. Chủ nhân bút đại đạo không thèm để ý đến tên Cổ Bàn đang châm dầu vào lửa mà quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, ông ta phát hiện tên ngốc này càng ngày càng khó đối phó. Thật là kiểu gì cũng không chịu. Dù mềm hay cứng, người này cũng không chịu, gần như là không có khả năng ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Hơn nữa, ý của người này bây giờ lại là kiểu thế này, dù bây giờ ta không gọi người nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lợi gọi người. Hơn nữa, bây giờ người này dường như không hề phản đối việc gọi người chút nào. Không thể ép được. Cứ ép buộc bản thân thì chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Chủ nhân bút đại đạo chợt cười, Diệp Quân, giao thiệp với nhà họ Dương nhiều năm như vậy, ta vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm và danh dự của nhà họ. Dương cậu. Đi không biết bao lâu, bất ngờ linh hồn bí ẩn lên tiếng, không ổn. Ba người lập tức nhíu mày lại vì không biết từ lúc nào, sương mù đã xuất hiện xung quanh họ. Diệp Quân đã âm thầm đề phòng. Lúc này, bất chợt có một chàng cười ở xa truyền đến. Ba người nhìn về phía xa, chỉ thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ đang lơ lửng trong sương mù, tuy rằng dáng dấp cô ta rất đẹp nhưng lúc này lại có hơi đáng sợ. Nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ này, ba người đều có chút cảnh giác. Cũng không phải bọn họ sợ ma quỷ, mà chủ yếu là những sinh vật xuất hiện ở nơi này đều rất khác thường nên cần phải cẩn thận. Nhìn thấy ba người, người phụ nữ váy đỏ nở nụ cười duyên, tiếng cười như tiếng hạt châu rơi trên đĩa ngọc vô cùng trong trẻo và ngọt ngào. Ánh mắt liên tục đánh giá ba người Diệp Quân, cuối cùng lại dừng trên người chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngài là chủ nhân bút đại đạo sao? Chủ nhân bút đại đạo hơi ngạc nhiên, cô biết ta sao? Người phụ nữ váy đỏ mỉm cười nói, ta không biết ngài nhưng chủ nhân ta biết ngài. Chủ nhân bút đại đạo khó hiểu, chủ nhân của cô. Người phụ nữ váy đỏ nói, đúng vậy, chủ nhân ta ở cách đây trăm dặm. Muốn gặp mặt ba vị, mong ba vị nể mặt. Ba người đều im lặng. Đi về phía bên phải chẳng khác nào đi chệch khỏi đường chính. Ở đây u ám, lỡ như đối phương muốn ra tay. Như biết được nỗi lo lắng của ba người, người phụ nữ váy đỏ cười nói, ba vị yên tâm, chủ nhân chỉ mời ba vị tụ tập chứ không có ác ý gì cả. Chủ nhân bút đại đạo nói, vậy xin dẫn đường. Người phụ nữ váy đỏ mỉm cười nói, được thôi. Nói rồi. Cô ta bay sang bên phải. Diệp Quân đi theo sau. Diệp Quân và Cổ Bàn liếc nhau một cái rồi cũng đi theo ngay sau đó. Sợ cái gì? Bây giờ họ cũng có chút tự tin. Sau khi rời khỏi đường chính, những đám sương mù đó lập tức biến mất nhưng chúng lại càng đen hơn. Người phụ nữ váy đỏ nhìn Diệp Quân cười nói, ta tên là Phù Âm. Diệp Quân nói, tỷ tỷ đến từ điểm giao hư chân sao? Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Điểm giao hư chân. Diệp Quân vội bước đến bên cạnh Phù Âm để hỏi tiếp, Phù Âm tỷ, có thể kể cho ta nghe về trận đại chiến năm đó không? Nghe vậy, tươi cười trên mặt Phù Âm đã dần biến mất. Cô ta nhỏ giọng nói, trận đại chiến năm đó, rất khốc liệt, có 19 vị thần đã ngã xuống. Còn lại là vô số kẻ cường giả ở bên ngoài. Diệp Quân có vẻ kích động, nước cổ thần mạnh như vậy sao? Phù Âm lắc đầu, không phải nước cổ thần mạnh. Mà là do người đàn ông kia mạnh, hắn. Quá mạnh. Nói xong, trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đột nhiên, chủ nhân bút đại đạo nói, hắn mạnh tới mức này rồi sao? Phù Âm liếc nhìn chủ nhân bút đại đạo, vượt quá sự suy đoán của mọi người. Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày lại. Diệp Quân nói, vậy là trận đó hai bên đều bị thương ư? Phù Âm gật đầu, phải. Diệp Quân nói. Có phải các người không có cách nào rời khỏi đây không? Phù Âm, đúng vậy, sau trận chiến năm đó, người đó đã dùng sức mạnh của bản thân mình phong ấn nơi này. Tất cả các cường giả từ điểm giao hư chân đều không thể trở về nơi đó. Rồi nơi này cũng biến thành một cái nhà tù to lớn. Diệp Quân tò mò nói, người đó chính là đế chủ của nước cổ thần à? Phù Âm gật nói được. Ta biết công tử muốn biết tên của hắn nhưng ta không thể. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Ba người có hơi khiếp vía, này cũng khủng bố quá rồi. Ba người đang muốn bỏ chạy, bỗng Phù Âm đột nhiên nghiêm giọng nói, đừng nhúc nhích. Ba người nhìn về phía Phù Âm, cô ta thấp giọng nói,
bọn họ chết rồi. Chết rồi hả? Ba người lại nhìn những binh lính trọng giáp một lần nữa, quả thật họ phát hiện ra những binh lính trọng giáp này chỉ là ảo ảnh. Phù Âm nhìn những binh lính trọng giáp đang tiến tới với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đây là thần hộ vệ cổ xưa của nước cổ thần, họ là một trong hai đội quân tinh nhuệ nhất của nước cổ thần. Ở thời kỳ đỉnh cao, họ đều là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 9, thực lực vô cùng khủng bố. Năm đó điểm giao hư chân xảy ra chiến tranh, họ gần như quét sạch tất cả những cường giả dưới danh nghĩa của thần, cuối cùng họ bị tiêu diệt bằng toàn bộ sức mạnh của một vị. Nói đến đây, trong mắt cô ta hiện lên một tia phức tạp. Mặc dù bọn họ đã chết, nhưng đức tin của bọn họ vẫn còn đó, mà đức tin của bọn họ là bảo vệ nước cổ thần này. Sở dĩ những làng xóm và thành trấn không bị phá hủy, cũng là vì những vị thần hộ vệ nước cổ thần này. Khi họ nói chuyện, nhóm thần hộ vệ nước cổ thần này đã đến trước mặt họ, vẫn tiếp tục di chuyển tiến về phía trước mà không dừng lại. Phù Âm nói, đừng nhúc nhích, đừng tạo ra bất kỳ dao động năng lượng nào, nếu không họ sẽ ra tay. Cả ba người đều không cử động, ngay sau đó, những vị thần hộ vệ nước cổ thần đã thực sự xuyên qua họ và tiếp tục ngay ngắn đi về phía nơi xa. Ba người quay người lại, nhóm thần hộ vệ nước cổ thần tiếp tục đi về phía nơi xa, rồi chỉ trong chốc lát họ đã biến mất trong màn đêm. Diệp Quân thì thầm, đức tin của họ thật sâu sắc. Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân im lặng, từ lời nói vừa rồi của Phù Âm. Hắn đã biết được một tin tức là những vị thần hộ vệ của nước cổ thần này đều từng là cường giả cảnh giới xúc chân cấp 9 nhưng lại bị một vị cổ thần tiêu. Lúc này, hắn nghĩ đến vị ngụy thần kia, không thể không nói là hắn vẫn hơi sợ. Mấy người cứ ở tiếp. Phù Âm nói, trên đường tới đây các người đều không bay lên đúng không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, không. Phù Âm mỉm cười nói, đây là một cách tiếp cận đúng đắn. Nếu các người bay lên... thì đừng nói là có thể khiêu khích một số cường giả bí ẩn, mà chắc chắn là sẽ bị những vị thần hộ vệ nước cổ thần này nhắm vào và một khi bị họ nhắm thì ắt là khó sống. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, cô nương, chủ nhân của cô là một vị thần sao? Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn cô ta rồi không nói gì. Phù Âm nói, sau khi chủ nhân biết các ngươi đến đã bảo ta đi tìm các ngươi. Yên tâm, ông ấy không có ác ý với các ngươi. Hơn nữa, với tình hình hiện tại của chủ nhân, cũng không thể làm gì các ngươi được. Chủ nhân Bút Đại Đạo hỏi, bị phong ấn sao? Phù Âm gật đầu, đúng vậy. Nơi chủ nhân của Phù Âm ở hóa ra là ngọn đồi giống như một phần mộ không có mộ bia nhưng lại có một cánh cửa. Phù Âm khẽ cúi chào phần mộ rồi bước sang một bên. Lúc này, bỗng trong mộ truyền ra một thanh âm, đạo huynh, không ngờ lại gặp được ngươi ở nơi này. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm vào phần mộ, người biết ta sao? Giọng nói kia cười nói, ta đã nghe nói đến ngươi rồi. Chủ nhân Bút Đại Đạo hỏi, nghe ai nói? Giọng nói kia nói, Ngôn Vương. Chủ nhân Bút Đại Đạo hơi nheo mắt lại. Nhưng Diệp Quân và Cổ Bàn lại trở nên cảnh giác lên. Giọng nói kia cười nói, lúc đó ta gặp hắn, hắn còn đang chống cự với thế lực. Bên ngoài, lúc đó hắn đã nhắc tới ngươi với ta. Nói rằng trận pháp ngươi giúp hắn xây dựng rất mạnh, ít nhiều cũng là nhờ ngươi giúp đỡ. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, hắn thế nào rồi? Giọng nói kia nói, không biết, nơi này đã cách ly với thế giới bên ngoài. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhỏ giọng nói, năm đó các ngươi tới đây làm gì? Giọng nói kia cười khổ nói, không có cách nào, thật ra điểm giao hư chân đang hỗn loạn và thế giới bên ngoài đang bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Chúng ta cũng không còn cách nào mới nghĩ tới thứ thần vật kia nhưng không ngờ là hắn đã đạt tới trình độ kia, và lại có thể phát huy ra ba phần thực lực của thứ thần vật kia. Khi chúng ta biết thì mọi thứ đã quá muộn. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, lúc đầu nên hợp lực, nhưng về sau có hợp lực cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Giọng nói kia nói, dù là thần hay người thì đều sẽ như thế. Chỉ khi sự việc xảy ra bị tha hóa ở một mức độ nhất định mới thể có bỏ qua những định kiến. Lợi ích riêng để đồng tâm hiệp lực hợp tác. Nhưng thường thì đến thời điểm đó thì mọi chuyện sẽ không còn khả năng cứu rỗi nữa. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, hắn vẫn còn ở đó sao? Giọng nói kia khẽ nói, đúng vậy, sâu trong nước cổ thần. Nhưng bây giờ hắn, tuy nói là còn sống nhưng cũng không khác gì là chết, bởi vì năm đó khi hắn chiến đấu chống lại 16 vị thần bằng thực lực của mình và dù đã giết được một số thần và phong ấn một số thần, nhưng bản thân cũng bị tổn thất nặng nề mà không những thế,
hắn còn bị thần vật kia phản phê. Nói xong, hắn dừng lại một chút rồi nói, đạo huynh, người tới đây là vì thứ thần vật kia sao? Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, vốn là không phải nhưng bây giờ tự nhiên ta cũng muốn đi nhìn một chút. Giọng nói kia im bặt. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thoáng qua phần mộ, có một sức mạnh thần bí bị phong ấn trên ngôi mộ. Sau khi nhìn chằm chằm vào sức mạnh bị phong ấn một lúc lâu, chủ nhân bút đại đạo nói, sức mạnh của ta bây giờ không thể giúp ngươi phá hủy phong ấn này. Giọng nói kia cười nói, ta biết, ta mời đạo huynh đến đây không phải để phá vỡ phong ấn, mà chỉ muốn hỏi đạo huynh hai vấn đề. Chủ nhân bút đại đạo nói, nói. Giọng nói kia nói, vẫn còn có uy hiếp ở điểm giao hư chân nhưng nếu muốn phá vỡ tình thế, thì ta phải làm sao? Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc rồi nói, ta biết cách phá vỡ tình thế nhưng không thể nói cho ngươi biết vì nó sẽ gây bất lợi cho ta. Giọng nói kia im bặt. Cổ bàn chợt nói, nếu hắn đã nói như vậy, tức là người họ Diệp ở bên cạnh này có thể phá vỡ tình thế, ngươi nói với tên họ Diệp này. Chủ nhân bút đại đạo. Ta đã để ý đến vị Diệp công tử này. Giọng nói kia, vị Diệp công tử này không đơn giản. Theo lý mà nói, tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tích như vậy thì số phận và vận mệnh đã vô cùng phi. Thường, nhưng giờ không có cái nào. Vậy là bị người ta che giấu sao? Diệp quân cười nói, ban đầu cũng có một ít, nhưng sau này vì bị người nào đó nhắm tới nên người trong nhà ta đã loại bỏ luôn. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nhìn hắn một cái, không nói gì. Ra là vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 159.